Phóng viên phỏng vấn Pháp Sư Tịnh Không. Tập 5. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đã che lấp tự tánh của chúng ta. Thời gian ngày 1 tháng 11 năm 2008. Địa điểm Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông. Thưa giáo sư tôn kính, một lần nữa con cảm ơn Ngài đã đồng ý phỏng vấn. Trong bổn hội tập Kinh Phật Pháp Uyển Châu Lâm, trên Kinh Phật quả thật có nói như thế này: trên mặt trăng thật sự có nguyệt thiên tử, có người cõi trời, nhưng phi hành gia thật sự không nhìn thấy là vì sao ạ? Là do chiều không gian sống không giống nhau. Nếu như có năng lực đột phá chiều không gian, liền nhìn thấy. Về lý luận mà nói, điều này nhà khoa học cũng thừa nhận là chiều không gian là vô lượng, không có hạn lượng. Khoa học thật sự chứng minh được trên thực tế chính là trước đây lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ nói với tôi. Nhà khoa học khẳng định có ít nhất 11 loại chiều không gian sống khác nhau, thế nhưng không biết dùng phương pháp gì để đột phá. Nếu như đột phá rồi thì trên thực tế những thứ mà mắt chúng ta nhìn thấy, nói về sóng ánh sáng, hiện nay chúng ta biết có bước sóng dài, sóng ngắn, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy ở mức độ chấn động nhất định. Nếu dài hơn mức độ này thì chúng ta không thấy được, hoặc ngắn hơn mức độ này cũng không thấy. Chúng ta dùng máy móc nhìn thấy tia X quang, tia hồng ngoại mà mắt thường chúng ta không thấy. Khi chúng ta dùng máy móc giúp đỡ thì chúng ta có thể nhìn thấy. Nếu đều có thể nhìn thấy hết thảy sóng ánh sáng thì thế giới này sẽ khác đi rồi. Mặt trăng cũng khác đi ạ. Sẽ khác đi. Không cần nói mặt trăng mà trên trái đất này, người và quỷ sống trà trộn. Đây cũng là chiều không gian khác nhau. Người và quỷ ở cùng một chỗ. Chính tôi gặp một số đồng tu làm điện ảnh truyền hình, họ đã nói với tôi vào buổi tối, chính là Hồng Kông khi đi quay ngoại cảnh, quay ngoại cảnh ở ngoại thành, nửa đêm, đêm đã khuya rồi. Khi quay xong, mọi người đều đói bụng, muốn ăn chút gì đó, thì liền nhìn thấy một cái chợ nhỏ, người rất náo nhiệt, liền đi đến đó ăn. Ăn rất là vui vẻ, cũng đã trả tiền. Khi về nhà đến ngày thứ hai, sáng sớm ngày hôm sau, đau bụng, nôn ra toàn là những thứ linh tinh. Kết quả mọi người đều như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Họ lại lái xe đến khu vực đó, đến chỗ hôm qua. Kết quả thấy đó là nghĩa địa, mọi người mới giật mình mà tỉnh ngộ. Họ kiểm tra chỗ tiền thối hôm qua thì là tiền âm phủ, mua đồ phải trả tiền, họ cũng phải thối tiền. Lấy ra nhìn lại thì đó là tiền âm phủ. Họ nói với tôi là thật, chúng con tận mắt nhìn thấy, không phải là giả. Những việc thế này trong những tiểu thuyết ở nước ta ghi lại rất nhiều, cho nên những việc thế này không nhất định là thần thoại, có thể đều là sự thật, giống như những nghệ sĩ này đã gặp phải. Nhưng vì sao có người nhìn thấy, có người lại không nhìn thấy ạ? Do duyên phận khác nhau. Duyên phận à? Đúng vậy. Đúng lúc những người đó có duyên phận với họ. Đúng vậy, không sai. Nhìn thấy không hẳn là việc tốt, không nhìn thấy cũng không hẳn là việc xấu. Phàm sở hữu tướng, chai thị hư vọng. Bạn phải nhớ kỹ nguyên tắc này. Những người từ chiều không gian sống khác từ đâu đến thì hiện nay nhà khoa học chưa tìm ra, Phật Pháp thì biết được. Vừa rồi Ngài nói chúng sanh có chiều không gian sống khác nhau. Rất nhiều người khi mới tiếp xúc, họ vẫn chưa hiểu rõ về chiều không gian sống khác nhau. Dùng ngôn ngữ giản dị để nói, họ lý giải là không cùng với chiều không gian sống của chúng ta. Đúng, không gian chúng ta gọi là 3 chiều, còn không gian 4 chiều, không gian 5 chiều thì khác nhau rồi. Không gian của chúng ta là 3 chiều à? Đúng vậy, không sai, không phải là 4 chiều. Chiều không gian khác nhau thì bạn không có cách nào nhìn thấy. Thí dụ hiện nay chúng ta quả thật không nhìn thấy quỷ thần. Vì quỷ thần có nhìn thấy chúng ta không ạ? Cũng không nhìn thấy chúng ta. Vì chiều không gian sống khác nhau mà, không trở ngại lẫn nhau.
Nếu họ có thể đột phá thì họ liền có thể nhìn thấy. Hơn nữa đột phá chiều không gian giữa chúng ta và quỷ thần không khó, rất là dễ dàng. Tâm địa thanh tịnh một chút liền có thể đột phá. Nên trong Phật Pháp chúng ta làm rõ sự việc này rồi. Chiều không gian do cái gì tạo thành? Do phân biệt chấp trước tạo thành. Phân biệt vô lượng vô biên, chấp trước vô lượng vô biên, chiều không gian sống khác nhau cũng vô lượng vô biên. Làm thế nào để tiêu trừ nó? Thiền định sẽ liền tiêu trừ. Chỉ cần bạn buông xuống phân biệt chấp trước, không gian duy thứ liền không còn nữa. Cái gì bạn cũng sẽ nhìn thấy. Cũng là nói, bất luận là nhà khoa học của chúng ta bay được cao bao xa, đến được tinh cầu nào, đúng vậy. Cái tâm, tâm của chính mình, đúng vậy. Bạn vẫn ở trong không gian ba chiều, vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước nên vẫn không đột phá được à? Đúng vậy, không sai. Bạn vẫn ở trong không gian ba chiều. Bạn nói chúng ta phát hiện đĩa bay ngoài hành tinh bay đến, họ cũng là ở không gian ba chiều. Nếu họ là chiều không gian sống cao hơn thì không cần công cụ giao thông này, đâu cần dùng thứ nặng nề như vậy chứ. Trên kinh Phật nói trên cung trăng thật sự có nguyệt thiên tử, có, thật sự có thiên nhân, làm sao mà không có chứ. Căn cứ vào tu hành trong Phật Pháp, người thông thường cần khiến cho vọng tâm bình tĩnh xuống, giống như ngài nói khiến cho tâm thanh tịnh một chút thì có thể đột phá được không gian duy thứ. Bản thân tận mắt có thể nhìn thấy. Đúng vậy, liền có thể nhìn thấy. Khi tôi xuất gia, chúng tôi có hai người bạn học. Ba người chúng tôi là bạn rất thân thiết, là cùng tuổi. Ba người cùng tuổi, vận mạng cũng gần như tương đồng. Thầy đoán mạng đều nói chúng tôi không sống được qua 45 tuổi. Chúng tôi cũng thật sự tin tưởng. Năm 45 tuổi, vào tháng 2, Pháp Dung đã chết. Tháng 5, người bạn là Minh Diễn cũng chết. Đến tháng 7 tôi sinh bệnh, tôi liền biết thời gian đã đến rồi. Khi đó tôi đang giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng được 1/3 thì cảm nặng. Tôi liền hiểu được. Tôi không tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc, vì tôi tin là bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mạng. Không thể thay đổi được à? Mạng thì không còn cách nào. Thọ mạng của bạn đến rồi thì bác sĩ không có tác dụng gì. Bác sĩ không thay đổi được quả báo. Đúng vậy. Nên tôi đóng cửa niệm Phật cầu giảng sanh. Tôi niệm 1 tháng thì khỏi bệnh rồi, đột phá được cái cửa ải này. Hai người bạn đã chết rồi. Hai người này tu hành đều rất tốt. Trong đó Pháp Sư Minh Diễn chết vào tháng 5, rất thân thiết với tôi. Thời kỳ kháng chiến chúng tôi là bạn học, học cùng trường nhưng chưa quen nhau. Cấp lớp thì khác nhau. Khi tôi xuất gia, ông cũng xuất gia. Khi tôi học Phật, ông cũng học Phật cùng với tôi, nên thân hơn anh em trong nhà. Ông thấy tôi học giảng kinh ở Đài Trung, ông rất buồn mà nói: ông xem, ông giảng đến bổng lưỡi rồi mà không có người tin tưởng. Ông liền đi học mật tông, tìm được và học mật pháp theo Thượng Sư Khuất Ánh Quang. Ông nói mật pháp có thần thông. Ông nói tôi muốn học hiện thần thông để người ta chịu tin, cao minh hơn so với dùng miệng để giảng kinh. Hiện nay rất nhiều người cũng như vậy, tin tưởng thần thông, nên ông liền đi học mật, học thần thông. Thật sự muốn học thần thông, trước tiên trong 3 tháng học mật tông, tức là trong 100 ngày phải lại 100.000 lần. Điều đó rất vất vả. Quả thật, ông ấy là con người làm việc và học tập vô cùng chăm chỉ. Chúng tôi không sánh được với ông. Ông dụng công hơn chúng tôi. Được 1 năm, ông đến nói với tôi: ông đã thấy rõ ràng cảnh giới ngạ quỷ rồi. Ban ngày ông có thể nhìn thấy, ban đêm ông cũng có thể nhìn thấy. Chính là bình thường đều có thể nhìn thấy. Đúng vậy, chướng ngại này của ông không còn nữa. Nên tôi cũng cười nói với ông ấy là: tôi nói, ông nói không có chướng ngại nhìn thấy, ông nhìn thấy nhưng tôi không nhìn thấy. Tôi không tin, ông làm thế nào để chứng minh khiến cho tôi cũng nhìn thấy. Đúng vậy,
Ông không có cách nào à? Ông ấy vẫn không thể thuyết phục được người khác. Nếu tôi nói phương pháp đó của ông vẫn không bằng tôi giảng kinh. Bạn xem, ông 45 tuổi chết. Khi đó tôi thấy ông học mật. Sau khi học 1 đến 2 năm thì hình dạng của ông ấy thay đổi. Gương mặt không sáng mà xám đen. Cơ thể thì bị phù thủng đi. Nên tôi liền nói với lão sư Lý. Lão sư Lý hiểu mật tông, thầy học qua thiền, học qua mật. Tôi nói tình hình này với lão sư Lý. Thầy sau khi nghe rồi nói, nhân duyên mỗi người là khác nhau. Nhân duyên khác nhau à? Đúng vậy. Tôi vốn là muốn tìm ông ấy để cùng học kinh giáo. Nhân duyên khác nhau. Bạn xem cửa ải năm 45 tuổi, ông ấy không qua được. Nhưng ông nói tình hình đương ngã quỷ là thật. Tôi tuyệt đối không hoài nghi. Vì ông ấy không vọng ngữ. Con nghe lời nói vừa rồi của Ngài như đang nói với mọi người, rất giống như Khổng Lồ Phu Tử nói đó là kính quỷ thần nhi viễn chi. Đúng vậy, phải tôn trọng quỷ thần. Viễn không phải là viễn ly, mà là không nên nghe họ. Bạn nghe họ khác nào, bạn bị quỷ lừa rồi sao? Bị người lừa rất đau khổ, bị quỷ lừa cũng đau khổ như vậy. Hình như trên kinh Phật nói đường ngạ quỷ còn kém hơn nhân đạo. Đúng vậy. Nhưng quỷ có ngũ thông. Ngũ thông chính là năm loại thần thông. Đúng vậy. Tiểu thần thông không lớn. Thí dụ như họ dự đoán cho bạn sự việc trong một tháng, thông thường rất chính xác. Nếu nói cho bạn sự việc sau một năm, có khi sẽ nói lung tung. Họ nói với bạn rồi nhưng bạn không tìm thấy họ đâu. Vì tâm của họ không phải là tâm Bồ Tát. Đúng vậy, vẫn là tâm phàm phu. Nên vì sao nhiều người tin tưởng quỷ thần? Chính là họ có tiểu thần thông. Việc rất gần, họ nói rất đúng. Cho nên chúng ta giao tiếp với quỷ thần vẫn nhớ kỹ một nguyên tắc. Những điều họ đưa ra chỉ có thể làm tham khảo. Phương pháp họ đưa ra thì bạn phải rất thận trọng. Nên thông thường phương pháp họ đưa ra thì chúng tôi dùng Phật Pháp để mà giải quyết, không sử dụng phương pháp của họ. Dùng phương thức khoa học kỹ thuật hiện nay để thám hiểm vũ trụ, thám hiểm thế giới. Vì có một vấn đề, cái tâm đó đều là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đúng vậy, không sai. Vậy thì chiều không gian làm sao mà đột phá được? Không cách nào đột phá, vẫn chuyển trong không gian ba chiều. Đúng vậy, đạo lý chính ở chỗ này. Nên nhà khoa học vĩnh viễn không bằng so với người có công phu thiền định. Người có công phu thiền định, người học Phật, họ không dùng bất cứ một khoa học kỹ thuật nào, họ có thể nhìn thấy thực tướng mà nhà khoa học không nhìn thấy. Đúng vậy, không sai. Không những có thể nhìn thấy, công phu thiền định sâu cạn khác nhau. Khi đạt đến mức độ nhất định mà hiện nay gọi là công năng đặc biệt, công năng đặc biệt cao cấp, có thể phân thân đi du lịch nơi nào đó không cần phương tiện. Nếu bạn muốn đi du lịch nước Mỹ, bạn vừa có ý niệm đến khu vực nào ở nước Mỹ thì thân bạn đã ở đó rồi. Quả thật là vậy. Vì sao? Không gian không còn nữa. Không gian không còn thì khoảng cách cũng không còn. Thời gian không còn thì quá khứ vị lai cũng không còn. Thời gian không gian không phải là thật. Điều này đã được các nhà khoa học gần đây phát hiện ra. Người này khi đi Mỹ, nhưng thân thể ban đầu vẫn là ở chỗ cũ. Đúng vậy. Giống như chúng ta gọi là phân thân, có thể phân vô lượng vô biên thân. Đó chẳng phải là hình dung Phật Bồ Tát hay sao? Người người đều là Phật Bồ Tát mà. Bạn xem Kinh Hoa Nghiêm, chẳng phải nói hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật sao? Vì đạo lý là có thể nhưng không có phương pháp. Đúng vậy. Nếu năng lượng có thể biến thành vật chất thì thân thể chúng ta tự tại rất dễ dàng. Tôi có thể khiến cho thân thể tôi biến thành năng lượng. Thành năng lượng thì không còn nữa, biến thành ánh sáng rồi. Ánh sáng có thể đến mọi nơi. Muốn đến nơi nào thì ánh sáng của tôi lại khôi phục thành vật chất, lại biến thành người. Đây là thật, không phải là giả. Năng lượng biến thành vật chất. Thí dụ trong tâm còn có một ý nghĩ, đây là năng lượng. Năng lượng. Chúng ta xem qua phim truyền hình Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không nói biến thì lập tức biến ra một thứ. Đây chính là năng lượng biến thành vật chất. Đúng vậy, không sai. Vì trên kinh chúng ta thấy chúng sanh của thế giới cực lạc,
vừa khởi tâm lập tức thức ăn ngon liền hiện ra trước mắt. Đây chính là năng lượng biến thành vật chất à? Đúng vậy, không sai. Sau đó ăn xong hoặc không cần nữa, họ không cần ăn, không cần nữa, những thứ này liền biến mất. Đúng vậy, vật chất lại biến thành năng lượng, lại khôi phục thành năng lượng. Vì vậy năng lượng và vật chất có thể chuyển biến qua lại. Sự chuyển biến này là chuyển biến của ý niệm, không cần dùng bất kỳ máy móc nào. Người thế nào, trình độ thế nào mới có thể tự tại như vậy, mới có thể đạt đến trình độ này à? Chỉ cần giải quyết hai vấn đề: vọng tưởng của bạn không còn nữa. Không phải vọng tưởng, vọng tưởng còn thì vẫn còn. Phân biệt của bạn không còn, chấp trước không còn nữa. Nói thấp hơn một chút là bạn vẫn còn phân biệt. Chỉ cần bạn không còn chấp trước thì có thể thực hiện được việc này. Đó là A-la-hán. Đúng vậy, A-la-hán có thể làm được rồi. Bạn xem, không tính những chuyện đã nói trong tiểu thuyết, chúng ta chỉ xem trong thời đại chúng ta hiện nay, trong thời kỳ kháng chiến, trong nhà Phật có Phật sống là Pháp Sư Diệu Thiện ở chùa Kim Sơn, Trấn Giang tỉnh Giang Tô. Người này rất là lôi thôi lết thết, điên điên khùng khùng. Mọi người đều nói người này rất giống với Tế Công. Ngài có cái năng lực này rất đặc biệt. Đúng vậy, Ngài không quan tâm đến diện mạo. Bạn xem Ngài chỉ mặc một chiếc áo dài, suốt năm không tắm, chưa hề có chiếc áo thứ hai. Mùa đông cũng mặc nó, mùa hè cũng mặc nó. Ngài sống rất tự tại, tín đồ rất đông, ai cũng thích Ngài. Ngài chữa bệnh cho mọi người, các loại bệnh khó chữa chỉ cần Ngài xoa xoa cho bạn là khỏi ngay. Rất kỳ lạ, người được chữa khỏi cũng liền học Phật. Đúng vậy, Ngài là dùng thần thông hóa độ người khác à? Đúng vậy. Thí dụ nói bạn niệm Ngài, bạn vừa nhắc đến Ngài, Ngài liền xuất hiện trước mặt bạn. Làm thế nào Ngài đến được vậy? Không ai hiểu nổi. Từ đâu đến cũng không biết. Đến đi không vết tích. Có phải đó là nguyên lý Ngài vừa nói là năng lượng biến thành vật chất, Ngài ấy có thể khiến chính mình hiện thân à? Đúng vậy. Việc ăn ở đi lại nhìn có vẻ giống như mọi người. Một bữa Ngài có thể ăn vài chục bát cơm. Vài chục bát cơm à? Đúng vậy. Người khác ăn không nổi, Ngài có thể một tuần không ăn bát cơm nào. Đây là điều mọi người làm không được. Còn có một điều đặc biệt nhất là tiền mọi người cúng dường Ngài, cúng dường những thứ để Ngài dùng thì Ngài đều ăn chúng, như tiền giấy, tiền đồng đều đưa lên miệng ăn. Sức bẩn à? Đúng vậy. Đều có vi trùng, nhưng Ngài không sao. Người Ngài trống không, cái gì cũng không có. Ngài nói như vị cao tăng này, những hành tung này có phải là biểu pháp, biểu diễn Phật Pháp để cho những người xung quanh xem thấy Ngài vô cùng tự tại không à? Đúng vậy, là đang biểu diễn, khiến cho người muốn học Phật sanh khởi lòng tin. Sanh khởi lòng tin đối với khoa học tối cao là Phật Pháp. Có thể lý giải như vậy được không à? Có thể. Ngài quả thật đang biểu diễn. Thế nhưng mọi người thật sự nhìn thấy chỉ là một vị thánh tăng thâm sâu khó hiểu. Nhưng họ không có cách nào, không có người thật sự có tâm thể hội được. Làm thế nào để mà học tập? Chính là Ngài chỉ độ được một loại người. Đúng vậy. Nhưng Ngài cho những người tu hành thật sự một gợi ý rất lớn. Loại năng lực này là bản năng của con người. Người người đều như vậy. Hơn nữa Ngài biểu hiện là tiểu thần thông, không phải đại thần thông. Năng lượng vì sao bị mất đi? Chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, bởi do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Nói với bạn là bạn có trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, thần thông vô lượng, tướng hảo vô lượng, đều không có hạn lượng, không có giới hạn. Mỗi người đều như vậy à? Đúng vậy. Nên Phật nhìn hết thảy chúng sanh đều bình đẳng. Vì sao vậy? Hiện tại bạn là Phật hồ đồ. Chỉ cần bạn buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn giống như Phật rồi, nhất định không thấp hơn Phật. Cho nên tất cả đều viên mãn, gọi là thật sự bình đẳng, không có cao thấp. Phương pháp này đều ở trên Kinh Phật à? Đúng vậy.
Tôi làm dụng cụ này chính là thường hay nói với mọi người vấn đề này. Phật nói ba loại nên chúng tôi dùng ba loại màu. Màu vàng tượng trưng cho vọng tưởng. Màu vàng tương đối nhạt hơn một chút. Đúng vậy. Màu xanh tượng trưng cho phân biệt. Màu đỏ tượng trưng cho chấp trước. Có cả ba loại này thì gọi là phàm phu. Phàm phu trong lục đạo. Chúng ta dùng con mắt đại diện cho tự tánh của chúng ta. Tự tánh chính là năng lực vốn có của bản thân. Đúng vậy, chính là bản tánh vốn thiện đại diện cho điều này. Ba thứ này che khuất rồi, chúng ta sẽ không nhìn thấy được cảnh giới bên ngoài. Nó bị biến dạng. Đây là vật hữu hình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không có hình dạng. Chúng không có vật chất, cũng không có tinh thần. Chúng không có hình dạng. Chúng ta bây giờ dùng thứ này để tượng trưng. Nên Phật nói với chúng ta, ba thứ này đều không có thì gọi là Phật. Bốn lai diện mục của bạn, bạn có thể lý giải hết thảy tánh, tướng, lý, sự, nhân quả trong vũ trụ. Không thứ nào bạn không thấu triệt, không minh liễu. Người này gọi là Phật rồi. Buông xuống đồng thời ngay lập tức gọi là đốn ngộ, là người thượng thượng căn. Trên kinh Phật chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là đốn ngộ. Ngài 30 tuổi buông xuống hết rồi. Ngài học 12 năm cũng đều buông xuống 12 năm đó. Hết thảy những điều học được trong 12 năm đều hết thảy buông xuống. Nếu không buông xuống thì chẳng phải bên trong vẫn còn phân biệt chấp trước sao? Ngài buông xuống tất cả. Sau khi buông xuống gọi là đại triệt đại ngộ. Đây là một phần tử tri thức. Buông xuống rồi triệt ngộ rồi. Còn có một điều nữa là không cần đi học, chỉ cần buông xuống là được. Lục Tổ Huệ Năng thời nhà Đường Trung Quốc không biết chữ, một ngày cũng chưa từng học, là một tiều phu đốn củi. Điều này mọi người đều hiểu được. Bạn xem biết bao nhiêu người ưa thích Lục Tổ Đàn Kinh. Những điều nói trong Đàn Kinh không khác với hết thảy kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp trong 49 năm. Điều này được công nhận, đúng, không khác biệt. Thật sự là do anh tiều phu trên núi viết ra, cũng là đang biểu diễn. Ngài không biết viết, ngài nói ra rồi, người khác ghi chép lại. Bản thân ngài không biết viết chữ. Cho nên Lục Tổ, vì sao ngài có thể có năng lực này? Không có gì khác ngoài buông xuống. Chỉ cần bạn buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì việc học hay không học không có liên quan gì. Điều này không phải do học mà có, không liên quan gì với việc thông minh hay không à. Đúng vậy. Chỉ cần bạn buông xuống ba thứ này. Cho nên hai người này đều đang biểu diễn. Biểu diễn đốn ngộ chính là đồng thời buông xuống cả ba thứ này. Cho nên chúng ta nói phàm phu thành Phật cần thời gian bao lâu? Là một niệm. Đúng vậy, một niệm của bạn buông xuống hết rồi thì phàm phu này liền thành Phật ngay. Nhưng chúng ta nhìn thấy Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, hình tướng ngài vẫn là như cũ. Điều đó khác nhau. Thân ngài thị hiện không đổi, nhưng cảnh giới hoàn toàn khác nhau rồi. Đó không phải là phàm phu trước đây à? Đúng vậy. Bạn xem kinh Phật nhiều như vậy, bất kỳ bộ kinh nào bạn mang đến hỏi ngài thì không bộ nào ngài không thông đạt. Bạn đọc cho ngài nghe, ngài đều hiểu được. Ngài đổi thành người khác rồi à? Bạn không hiểu, bạn đọc cho ngài nghe thì ngài giảng cho bạn nghe. Bản thân bạn không khai ngộ thì ngài giảng cho bạn, bạn liền khai ngộ. Ngài có cái năng lực này. Phật pháp thông rồi thì thế gian pháp cũng thông, không có điều nào không thông. Vậy thì làm sao giống nhau được chứ? Ngài có thần thông nhưng ngài không hiện. Ngài muốn đùa một chút cũng rất dễ dàng. Thí dụ đến cuối cùng, khi ngài muốn ra đi, bạn xem, một năm trước đó ngài cho người về quê sửa tháp. Trước đó một năm ngài nói với mọi người muốn sửa tháp, công trình phải nhanh một chút. Sau khi ngài thị tịch thì nhục thân ngài để trong tháp. Chẳng phải ngài biết rõ ràng minh bạch rồi sao? Du khách ngày nay, du khách khắp nơi trên thế giới vẫn có thể ở trong chùa cổ nhìn thấy nhục thân của pháp thể Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư. Đây cũng là một kiểu thần thông phải không à? Không phải. Đây là lưu lại một kỷ niệm cho mọi người, cũng là biểu pháp để mọi người xem. Nhưng năng lực này hình như người thông thường rất khó làm được. Không, rất nhiều người đều có thể làm được. Điều này không khó. Tôi nghe nói vào thời kỳ cách mạng văn hóa,
Hồng Vệ Binh muốn phá hủy một tôn tượng, cầm cái cưa để cưa thì sống lưng cưa chảy máu, chúng không dám động đến nữa. Sợ hãi rồi à? Sợ hãi không dám động đến. Bạn xem, tôn tượng 1.300 năm họ không dám động đến, nên vẫn có thể giữ gìn đến nay. Phật nói với chúng ta, chúng ta không có năng lực buông xuống ngay lập tức thì buông xuống từ từ, buông xuống từng chút một. Buông xuống từ đâu? Buông xuống từ chấp trước. Nên màu đỏ tượng trưng chấp trước. Sau khi buông xuống chấp trước thì lục đạo liền không còn nữa. Hết thảy tình hình trong lục đạo đều rõ ràng. Bạn liền siêu vượt lục đạo rồi. Đó là gì? Là A-la-hán. Bạn xem A-la-hán có vọng tưởng, có phân biệt, không còn chấp trước. Giống như nói A-la-hán đeo cái chúng ta hiện nay gọi là kính chống nắng vậy. Thì màu đỏ thì sẽ không nhìn thấy gì. Như thế này vẫn có thể chỉ có màu xanh, giống như chúng ta đeo kính mát vậy. Bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy một số thứ. Nên họ đột phá không gian duy thứ càng nhiều thì phương diện họ nhìn thấy liền lớn hơn. Cho nên trên kinh Phật nói, họ có thể nhìn thấy một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, đó là bao nhiêu hệ ngân hà? 1 tỷ cái hệ ngân hà. Họ có năng lực nhìn thấy rõ ràng trong 1 tỷ hệ ngân hà này. Chính là một người có cái năng lực này, không cần dùng kính viễn vọng mà. Chỉ cần bạn buông xuống chấp trước thì tinh cầu nào bạn cũng có thể tự do đến. Bạn muốn đến liền đến. Bạn xem, chỉ mỗi buông xuống chấp trước liền có cái năng lực lớn như vậy. Đó là A-la-hán. Nếu như thêm một bước nữa, bạn có thể buông xuống phân biệt. Buông xuống phân biệt liền là Bồ-Tát. Bồ-Tát vẫn còn cái gì? Vọng tưởng. Vẫn còn vọng tưởng vậy thì càng rõ ràng rồi. Nên không gian sống của Bồ Tát không phải là một tam thiên đại thiên thế giới, là vô lượng tam thiên đại thiên thế giới. Hết thảy cõi nước chư Phật, họ tùy ý tự tại đi tham quan. Chúng ta gọi là đi lễ Phật, đi học tập theo Phật, đi giúp đỡ Phật giáo hóa chúng sanh. Họ liền có cái năng lực này. Nếu buông xuống tiếp vọng tưởng thì thành Phật rồi. Không còn gì nữa à? Đúng vậy, cái gì cũng không còn thì thành Phật. Bạn đạt được điều gì? Đại viên mãn. Chẳng phải Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói bổn lai vô nhất vật à? Đúng vậy, Lục Tổ Đại Sư đều buông xuống hết thảy rồi. Nên Ngài thị hiện cho chúng ta chính là Phật. Bạn nhất định phải nhớ kỹ, Ngài cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng A Di Đà Phật, cùng nhớ hết thảy chư Phật trên kinh là nhất định bình đẳng. Cảnh giới giống nhau, giống nhau, hoàn toàn bình đẳng, một chút khác biệt cũng không có. Con xin thỉnh giáo Ngài, bàn thứ này đều che trước mắt chúng ta, người thế này có phải là phàm phu? Người nào cũng vậy à? Có thể nói gì vậy? Đúng, phàm phu trong lục đạo, chúng sanh trong lục đạo đều là như vậy. Thiên nhân cũng như vậy sao ạ? Đúng vậy. Nên họ không ra khỏi được lục đạo luân hồi. Trên kinh Phật nói họ bay lượn tự tại. Bay lượn tự tại đó là công phu nhỏ thôi, đó là tiểu định, không ra được lục đạo luân hồi. Thứ bậc của định rất lớn, đạt đến bát định, tầng thứ 8 vẫn là ở trong lục đạo, đến tầng thứ 9 mới là đột phá. Nên A-la-hán chứng được định là tầng thứ 9. Đẳng cấp thứ 9 thì siêu vượt lục đạo rồi. Cửa ải đó chính là cái chấp trước này. Đúng vậy, không sai. Bát định trong lục đạo đã phục được chấp trước, dùng định lực phục được rồi nhưng chưa đoạn. Đến tầng thứ 9 thì đoạn rồi. Đoạn rồi họ liền siêu vượt thôi. Con xin thay mặt các nhà khoa học, bao gồm một số khán giả, xin thỉnh giáo Ngài. Trong cuộc sống chúng ta thì cái gì gọi là chấp trước? Ngài thường nói phải buông xuống chấp trước, nó có biểu hiện thế nào ạ? Có. Thí dụ nói tham sân si mạn chính là chấp trước. Bạn thức ăn ngon là chấp trước. Nhưng tôi nhất định phải ăn thứ này, tôi đáp xe đi cũng phải ăn thứ này. Đúng, đây gọi là chấp trước. Vì con nhất định phải đạt được một thứ cũng là chấp trước. Con hận anh ta, con nhất định phải báo thù. Đúng vậy, đều là chấp trước. Đây đều là biểu hiện của tham sân si mạn à? Toàn bộ đều là như vậy.
đối lập với chấp trước là tùy duyên. Tấm màu đỏ này tượng trưng chấp trước, đúng vậy. Sau khi dứt bỏ chấp trước thì bạn có thể tùy duyên, không có điều gì không tốt. Có người hỏi Ngài một vấn đề này: vậy con không chấp trước nữa thì con nên làm thế nào? Hằng thuận chúng sanh, cái gì cũng tốt. Cho ăn thứ gì thì ăn thứ đó, đúng vậy, không có thứ gì không tốt. Những thứ đó rõ ràng không ngon. Không phải, nó không ngon, nhưng đến miệng bạn liền biến thành ngon. Khẩu vị của họ và bạn không giống nhau. Có phải con có tâm chấp trước, ăn nó thì sẽ không ngon, buông xuống chấp trước thì mùi vị liền khác? Đúng vậy. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển là cái đạo lý này. Tâm của bạn là chân tâm thì hết thảy những thứ đến trước mặt bạn, cấu trúc phân tử của chúng liền thay đổi. Cấu trúc phân tử cũng đều thay đổi à? Đúng vậy. Giống như thí nghiệm về nước, đúng vậy, là một đạo lý. Ngài biết là hiện nay người trên toàn thế giới đều vô cùng cố chấp. Đúng, cố chấp đó là chấp trước kiên cố. Đây chính là chấp trước. Chấp trước kiên cố. Chúng ta thường dùng điều này để khen ngợi người khác. Bạn thật có cá tính, bạn thật chấp trước. Điều này trong Phật Pháp là chướng ngại lớn đầu tiên, không sai, đúng như vậy. Đó chính là phàm phu chính cống. Hơn nữa sự kiên cố chấp trước này là đọa xuống phía dưới. Vì điều đó có gì không tốt à? Không tốt, là quả báo của nó ở ác đạo, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Bởi vì họ chấp trước tham sân si mạng. Đúng vậy, không sai. Họ chấp trước chính là nghiệp chướng. Tâm tham sân si mạng nhất định sẽ chiêu cảm đến những thứ kia. Đúng, sẽ chiêu cảm đến. Hôm qua chúng con thỉnh giáo Ngài về chiêu cảm. Ngài nói về pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ như thị dịch ra có nghĩa là vốn là như thế. Câu này có nghĩa như vậy, chính là quả táo rơi xuống từ trên cây. Vì sao nó rơi xuống? Nó vốn là như vậy, là ý nghĩa này nên gọi là pháp nhĩ như thị à. Đúng vậy. Cái chấp trước này chúng ta nhất định phải buông xuống. Không nên chấp trước như vậy nữa. Bạn chấp trước thì rất đau khổ. Tôi nhất định phải thế này, còn muốn người khác tùy thuận theo tôi. Người hiện nay đều như vậy. Bạn xem như vậy, đau khổ biết bao. Nên tôi dạy mọi người học Phật. Nhiều năm nay tôi đều thường xuyên khuyên mọi người, điều thứ nhất khi học Phật phải buông xuống sự đối lập từ trong nội tâm của chính mình đối với hết thảy người. Đối lập là chấp trước. Tôi không đối lập với người nữa, tôi khoan khoái biết bao. Họ đối lập với tôi nhưng tôi không đối lập với họ, thì chính là họ có phiền não, tôi không có phiền não. Họ không tự tại nhưng tôi tự tại. Nên Ngài không chỉ nói một lần là nhất định phải buông xuống ngã chấp. Phải buông xuống, buông xuống ngã chấp, còn phải buông xuống đối lập. Phải bắt đầu buông xuống từ đối lập trước. Ngã chấp rất khó phá. Trước tiên buông xuống đối lập, không đối lập với người, không có mâu thuẫn với người. Tôi tin người, người không tin tôi thì không sao. Tôi tin họ, bị lừa cũng vẫn tin. Họ lừa gạt tôi cũng tin. Tôi có niềm vui của tôi. Niềm vui của tôi họ không có cách nào cảm nhận được. Đạt đại tự tại, điều này tương lai không thọ tội. Vì sao vậy? Đó đều là giả, không phải là thật. Danh văn lợi dưỡng đều là giả. Ngay đến thân thể cũng là giả. Không có một thứ gì là thật. Thì bạn tranh cái gì chứ? Thứ này vì sao biến thành như vậy? Đều do một niệm. Nên sau khi bạn hiểu rõ chân tướng sự thật thì bạn sẽ rất vui vẻ. Buông xuống, buông xuống thật tốt. Buông xuống trước tiên cần bắt đầu từ chấp trước. Đúng vậy. Sau đó đến buông xuống phân biệt. Hằng ngày tăng thêm một phần chấp trước, đó chính là càng gần với đường ác thêm một bước. Đúng vậy, phiền não của bạn liền tăng lên. Bình thường chúng ta giao du với rất nhiều bạn bè, thân bằng quyến thuộc, chúng ta nhìn thấy người nhà, người thân họ chấp trước rất nặng, liền biết được tương lai họ rất khổ. Có thể nói như vậy không à? Đúng, đúng là như vậy. Vậy nên khuyên họ chính là buông xuống chấp trước, sửa đổi lại tính khí của họ. Đúng vậy. Hơn nữa giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Chăm sóc người khác chính là thật sự chăm sóc bản thân. Giúp đỡ người khác chính là thật sự giúp đỡ bản thân. Ngài biết là người hiện nay đều rất thích biện luận, nhất định là bạn sai, còn tôi mới đúng. Vậy thì tốt thôi, bạn đúng thì là bạn đúng. Chúng ta không chấp trước mà để cho người hồ đồ chấp trước. Đúng vậy. Phật Bồ Tát luôn luôn không biện luận với người khác.
Phàm là tranh chấp đều biểu hiện của chấp trước. Nhưng phương Tây dạy cạnh tranh chính là dạy cho mọi người tăng trưởng điều này. Tập khí của tôi không thể lớn thế này, nhưng họ là dạy tôi như vậy. Thứ này đặt trước mắt đích thực là cái gì cũng không nhìn thấy. Họ không ngừng tăng trưởng phân biệt chấp trước. Đó là người phương Tây. Cho nên truyền thống nước ta và Ấn Độ giảm thiểu điều này. Đó là sự khác biệt giữa đạo và học. Lão Tử đều nói, học đạo thì mỗi ngày một giảm. Chính là ngày ngày bạn phải giảm thiểu, giảm thiểu vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là học đạo. Khi đeo ba thứ này trước mắt, đeo trước tự tánh của chúng ta, thì tác dụng gì cũng không xuất hiện được. Thế nhưng bạn phải nghĩ rõ ràng, cái thứ này nó có chướng ngại tự tánh không? Con vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài, đôi mắt của con vẫn có tác dụng. Nó không có chướng ngại. Nó có chướng ngại cảnh giới bên ngoài không? Cũng không có chướng ngại. Thật sự một chút chướng ngại cũng không có. Bạn cho là có, nó liền khởi tác dụng. Bạn biết nó không có thì nó liền không khởi tác dụng. Quả thật, đôi mắt phía sau vẫn là đôi mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Buông xuống thì có thể, đúng vậy. Chẳng qua chính là nhìn sai thôi. Nhìn thấy đây là màu đỏ, kia là màu xanh, là do bạn nhìn sai. Nó vốn là không có màu gì cả. Chỉ còn thỉnh giáo ngài, ba thứ này từ đâu đến à? Từ vọng tưởng đến. Từ vọng tưởng mà đến. Ba thứ này đến từ vọng tưởng. Từ vọng tưởng mà đến à? Đúng vậy. Sau đó sanh ra phân biệt, cuối cùng là chấp trước. Người người đều có. Buông xuống tất cả liền tự tại à? Đúng vậy, vốn là không có. Bạn tự cho là có thì nó liền có. Bạn biết nó không có thì nó thực sự không có. Cho nên Phật Pháp là nói đến khoa học. Có thể nói hiện nay trong khoa học có rất nhiều vấn đề không giải quyết được, nhưng trong Phật Pháp đều được giải quyết rồi. Dùng phương pháp này, trong triết học cũng như vậy. Vấn đề xã hội đều có thể giải quyết à? Đúng vậy. Rất nhiều người nhìn thấy bên cạnh ảnh Phật có chữ lưu niệm của Ngài, bên trái viết nhìn thấu buông xuống, chính là ý nghĩa này. Sau khi nhìn thấu buông xuống thì dễ dàng rồi, sẽ không có tai họa nữa. Biết được cái thứ này là giả, không phải là thật. Sau đó bạn mới thật sự có thể nhìn thấu buông xuống. Bạn mới có thể chịu đựng được thứ mà ngày nay chúng ta gọi là sự đả kích. Bạn mới có thể chịu đựng được. Vì sao nói là đả kích nghiêm trọng? Nhưng trên thân thể chúng ta nó giống như không có. Vấn đề này là gì? Bạn có phân biệt chấp trước thì bạn liền tiếp nhận. Vậy thì bạn khổ không kể xiết rồi. Khi bạn không có phân biệt chấp trước thì nắm đấm của họ chỉ rơi vào hư không, không thọ nhận. Đúng, không thọ nhận. Vì sao vậy? Thân thể này của tôi là giả. Chẳng những thân là giả, thần thức cũng là giả. Chỉ có một cái thật. Cái thật đó không là tinh thần, nó cũng không phải là vật chất. Nên khi vật chất đã kích thì sự đã kích không đánh đổ được nó. Đã kích thì tinh thần cũng không đã kích được nó. Hai thứ này đều là giả. Đúng rồi. Vừa rồi chúng ta nói đây là chấp trước. Đây là một đạo cụ ngài làm để dạy học. Cái này tượng trưng cho chấp trước. Vậy tốt rồi. Màu xanh này là phân biệt. Phân biệt trong cuộc sống. Khán giả muốn hỏi đây là ý nghĩa gì? Nó có biểu hiện như thế nào ạ? Hiện tượng phân biệt vô cùng rộng lớn. Thí dụ nói, trên thân thể một người, đây là mũi, đây là mắt, đây là tai, chính là phân biệt. Đây là phân biệt. Sao mà không phân biệt? Bạn không phân biệt thì chúng liền giống nhau, đều thành mắt rồi à? Chẳng phải bạn ngày ngày đang phân biệt đấy thôi. Đây là trương tam, kia là lý tứ. Người này họ Trương, người kia họ Triệu, đều đang phân biệt đấy thôi. Lão Tử nói rất hay: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Bạn có thể nghĩ được ra, bạn có thể nói ra, thì đều rơi vào trong phân biệt rồi. Nếu bạn không phân biệt, không chấp trước, mà bạn nói một câu ra. Thiền Tông thường dùng phương pháp này. Không có lời nào để nói. Tôi nói bạn đều có phân biệt. Nói và không nói là đối lập.
Cho nên xa lìa phân biệt chấp trước, tâm của bạn là thanh tịnh, không có một tạp niệm. Bạn có tạp niệm đều là phân biệt chấp trước. Thí dụ như người dân thường chúng con khi ăn cơm, cái này ngon, cái kia không ngon, tôi thích món ăn này, không thích ăn món kia. Đúng vậy, bạn có phân biệt trước, sau đó liền khởi lên chấp trước. Tôi muốn ăn cái ngon, món không ngon thì tôi không ăn. Đó chính là chấp trước. Nó sinh ra từ phân biệt. Cái này là màu đỏ. Đúng vậy, nên chấp trước là nghiêm trọng nhất. Nó được kiến lập từ phân biệt. Không sai. Đây là người tốt, kia là người xấu. Đây là người gia đình tôi, kia là người gia đình bạn. Đều là phân biệt. Đúng vậy, từ phân biệt lại khởi chấp trước. Chấp trước liền tạo nghiệp. Nghiệp của phân biệt nhẹ, nghiệp của chấp trước thì nặng rồi. Vừa rồi căn cứ theo phương pháp giáo huấn của Phật Pháp, buông xuống chấp trước thì con người sẽ như thế nào ạ? Lục đạo liền không còn, lục đạo luân hồi liền không còn nữa à? Đúng vậy, không thọ tội này nữa, lục đạo không còn nữa. Nên lục đạo từ đâu mà có? Lục đạo từ chấp trước mà có. Con người không có chấp trước thì lấy đâu ra lục đạo chứ? Lục đạo không còn nữa, họ sẽ đi về đâu? Bên ngoài lục đạo vẫn còn cảnh giới gọi là tứ thánh pháp giới, chính là bốn tầng A-la-hán, Bích-di-phật, Bồ-tát, Phật. Bốn tầng này thông thường chúng ta nói cũng là tịnh độ. So sánh với lục đạo thì đó là thanh tịnh. Do lục đạo ô nhiễm nên gọi nơi kia là tịnh độ. Nếu là trong lục đạo, lục đạo có thiện ác, thiên đạo thiện, nhân thiên thiện, ngạ quỷ súc sanh địa ngục thì khổ, quá khổ. Đó là ác, cảm ứng của ác, cảm ứng của thiện ác là do con người có tâm phân biệt và chấp trước, sau đó dùng cái tâm này tạo nghiệp phân biệt, rồi cảm lấy quả báo của phân biệt, quả báo của thiện ác. Đúng vậy, trong lục đạo có thiện ác, đó là ba loại lớn này trong lục đạo. Lục đạo liền xuất hiện à? Đúng vậy, trong tứ thánh pháp giới không có thiện ác. Từ lục đạo nhìn về ngọn nguồn của thiện ác là do phân biệt tạo thành à? Do phân biệt và chấp trước tạo thành. Đúng vậy, nên trong tứ thánh pháp giới có bốn tầng thứ. Hai tầng trước có phân biệt, hai tầng sau không còn phân biệt nữa. Phân biệt không còn. Nên bạn xem A-la-hán không còn chấp trước, nhưng họ vẫn còn tập khí chấp trước. Sau khi đoạn dứt tập khí chấp trước, họ liền biến thành Bích Chi Phật, liền thăng một bậc. Bích Chi Phật không có tập khí chấp trước, nhưng họ có phân biệt, nên họ phải đoạn dứt phân biệt. Đoạn dứt phân biệt rồi, họ liền biến thành Bồ Tát, là nâng cấp rồi. Bồ Tát không có phân biệt, nhưng còn tập khí phân biệt. Sau khi đoạn dứt tập khí phân biệt thì họ liền thành Phật. Nhưng Phật vẫn còn vọng tưởng. Sau khi đoạn dứt vọng tưởng thì tứ thánh pháp giới cũng không còn nữa. Nghe nói sau khi xuất lục đạo thì tứ thánh pháp giới không còn sanh tử nữa. Tứ thánh pháp giới không còn sanh tử, không còn phân đoạn sanh tử. Như thân thể hiện nay của chúng ta, thân thể này có sanh, có tử. Ở đó không còn sanh tử nữa, ở đó không còn thai sanh mà là hóa sanh, mà là biến hóa. Cho nên trong tứ thánh pháp giới không có như thân thể hiện nay của chúng ta có sanh có tử, sanh lão bệnh tử không còn nữa. Điều này là khổ nhất, sanh lão bệnh tử. Đúng vậy, trong lục đạo có sanh lão bệnh tử, có cái hiện tượng này. Tứ thánh pháp giới không có hiện tượng này. Vậy ngài nói có phải đoạn vọng tưởng thì khó hơn không ạ? Đúng vậy, sau khi đoạn dứt vọng tưởng, ban nãy đã nói Phật tu chính là cái này. Cái này gọi là khởi tâm động niệm. Đến khi nào họ không khởi tâm, không động niệm thì cái này không còn nữa. Tứ thánh pháp giới liền không còn, không còn lục đạo nữa. Họ xuất ly rồi. Sau khi xuất ra khỏi rồi thì gọi là nhất chân pháp giới. Chính là trong thiền tông nói, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh ra, bạn tìm thấy bản lai diện mục rồi, gọi là minh tâm kiến tánh. Bạn liền hoàn toàn trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh thì không gian sống của bạn sẽ không còn hạn lượng nữa. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình.
bạn mới có thể chứng thực. Chúng ta dùng lời nói rất đơn giản, đơn giản để mọi người dễ hiểu. Thân chúng ta biến thành hiện tượng vật chất hữu hình trong tận hư không khắp pháp giới. Tâm của chúng ta biến thành hiện tượng tinh thần trong toàn bộ vũ trụ. Đến khi đó cái gì là thân? Gọi là pháp thân. Toàn bộ vũ trụ là thân của chính mình. Toàn bộ kiến văn giác tri trong vũ trụ là tự tánh của bạn. Nên không có điều gì mà bạn không biết được. Giống như máy tính kết nối mạng vậy. Đúng vậy. Bạn không cần phải học tập. Không có quá khứ, không có tương lai, không có xa, không có gần. Đó là một thể. Nên đó là viên mãn. Giống như trái bóng tròn vậy. Bạn đã đến điểm trung tâm rồi. Đến điểm trung tâm trong trái bóng tròn. Mặt bóng và mép bóng toàn bộ được kết nối với bạn rồi. Nên Phật nói với chúng ta, mỗi người chúng ta vốn dĩ đều là Phật. Chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước đã hại chính mình. Những thứ này không phải người khác cho bạn, là bản thân bạn hiểu lầm mà tạo thành. Chỉ cần ngày nào đó bạn giác ngộ, vừa buông xuống thì liền thành Phật. Trong một niệm mà, đúng vậy. Thế nhưng chúng ta mê quá sâu, thời gian mê quá lâu, biết được đạo lý này nhưng vẫn rất khó buông xuống. Nên Phật cũng phương tiện để bạn buông từ từ. Ngày ngày đều buông. Bạn không được tăng lên mà ngày ngày phải buông. Tu hành chính là tu điều này. Cho nên mặc áo ăn cơm không cần quá xem trọng quần áo. Thế nhưng làm thế nào vẫn phải chú trọng oai nghi. Vì sao vậy? Bạn phải làm tấm gương cho xã hội đầy chúng xem. Đó không phải là vì bản thân, là vì chúng sanh mà tôi ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, làm tấm gương cho họ xem. Điều đó có nghĩa là gì? Đó là đại từ đại bi. Đây là giáo hóa chúng sanh. Nên trong việc ăn ở đi lại, bạn làm tấm gương tốt dạy mọi người. Mặc áo ăn cơm, đi đứng nằm ngồi, đúng vậy không sai, toàn bộ đều là Phật Pháp. Không có một điều gì là vì chính mình. Vì sao vậy? Người khác là chính mình. Những người kia đang mê hoặc, tôi nên làm thế nào giúp họ giác ngộ, giúp đỡ thế nào? Tôi đã quay đầu rồi, bây giờ tôi giúp họ quay đầu. Thế giới này vô lượng vô biên. Trên Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thế giới Hoa Tạng và phẩm thế giới thành tựu có câu thế này. Chính là trong không gian kỳ thực có rất nhiều thế giới đau khổ, còn có rất nhiều thế giới cực lạc. Giống như thế giới của A-di-đà Phật, trên thực tế có rất nhiều. Khán giả chúng con có thể lý giải những thế giới này trên thực tế chính là những tinh cầu có sự sống. Có thể lý giải như vậy được không ạ? Có thể, có thể. Hơn nữa trong mỗi tinh cầu đều là có sự sống cả. Lúc nãy vừa nói không gian duy thứ không như nhau. Vì loài người thám hiểm không gian hiện nay chỉ là sơ khai. Vì loài người chỉ trong không gian 3 chiều, không thể đột phá 3 chiều được. Bạn đột phá 3 chiều thì sẽ khác rồi. Ý của Ngài nói thực tế trên mặt trăng có chúng sanh? Có, đương nhiên có rồi. Sao mà không có được chứ? Bồ Tát Di Lặc nói rất rõ ràng, niệm niệm thành hình. Hình chính là thế giới vật chất. Hình giai hữu thức. Thức chính là thế giới tinh thần. Hiện nay các nhà khoa học thông báo là trên mặt trăng không hề có sự sống. Vấn đề là 3 chiều. Trong 3 chiều không có, nhưng trong 4 chiều sẽ có. Giống như chúng ta xem kênh trên TV vậy. Bạn hiện nay chỉ xem một kênh này là có, kênh khác đều không có. Bạn ấn nút chuyển kênh thì lập tức kênh khác liền xuất hiện ngay. Vô lượng vô biên chúng sanh này không hẳn là người trần mắt thịt có thể nhìn thấy à? Không phải. Cũng là mắt thịt, cũng là đôi mắt như nhau. Nhưng hiện nay chúng ta chỉ có thể nhìn thấy sóng ánh sáng nhất định. Nếu như có thể nhìn thấy hết thảy sóng ánh sáng thì thế giới chẳng phải biến đổi rồi sao? Nếu như đôi mắt chúng ta có thể nhìn thấy giống như tia X quang thì chẳng phải chúng ta nhìn thấy rõ lục phủ ngũ tạng của mọi người rồi sao? Không cần dùng máy móc. Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy như tia tử ngoại thì chẳng phải nhìn rõ ràng trong đêm rồi sao? Như mèo có khả năng này, mắt của chúng rất tuyệt vời. Cho nên có một số động vật không giống như chúng ta. Chúng có thể đột phá một loại không gian nào đó.
Bạn thấy từ đạo lý này, Phật nói bản năng của con người là cái gì cũng đều nhìn thấy, không có một loại sóng ánh sáng nào mà nó không nhìn thấy. Bị ba loại này chắn mất rồi, đúng vậy, chính là ba loại chướng ngại này. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước hại bản thân mình rất thê thảm, không phải hại người khác, không liên quan đến người khác. Trăm nghìn năm nay người học Phật rất nhiều, đặc biệt là cao tăng đại đức, đại cư sĩ, trên thực tế họ đã chứng đắc cảnh giới này nên mới có lòng tin không gì sánh được đối với Phật Pháp. Đúng vậy, không sai. Hơn nữa Phật Pháp có một đặc điểm là không cần dùng máy móc, không liên quan đến trình độ thông minh của bạn, mà chỉ cần tu giới định huệ theo phương pháp này, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn có thể đi đến mặt trăng, có thể nhìn thấy tất cả. Hơn nữa càng hiện thực, chỉ cần thực sự siêng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si, thì tai nạn gì cũng không còn, bệnh khổ gì cũng không còn. Bạn nói bạn muốn thoát khỏi nghèo đói, thật sự thoát được nghèo đói. Chân thật nó có thể giải quyết được vấn đề. Người nào tu người đó đắc, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Không cần vất vả giống như người hiện nay à, đâu cần vất vả như vậy chứ. Vất vả nhưng họ không đạt được, ở đây không vất vả họ lại đạt được. Rất nhiều người nhìn thấy Ngài làm sao một tấm gương nên vô cùng có lòng tin. Ngài sắp 80 tuổi rồi, nghe nói có lúc bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Ngài, phát hiện cơ năng thân thể của Ngài giống như người 40-50 tuổi vậy. Đúng vậy, khi tôi xét nghiệm máu năm 2002, tôi di dân đến Úc. Di dân đến Úc cần phải kiểm tra sức khỏe. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ kiểm tra sức khỏe, nên lần kiểm tra đó là do bác sĩ người Ấn Độ. Ông kiểm tra cho tôi 20 phút, nhưng nói chuyện cùng tôi đến hơn 1 giờ. Sau khi kiểm tra, ông nói với tôi, máu của ông là máu của người 30 tuổi. Ông nói thân thể tôi rất tốt, sau này không cần kiểm tra nữa. Tình trạng máu của Ngài giống như tình trạng máu của người 30 tuổi. Đúng vậy, bản thân tôi trước đây chưa từng nghĩ qua, đều quên mất đi, không có cái ý nghĩ này. Người hiện nay niệm niệm đều nghĩ cho bản thân mình, niệm niệm nghĩ cho bản thân thì niệm niệm đều già yếu. Ây da, tôi già rồi. Nên tôi thường nói, điều này tôi giảng kinh nói biết bao lần. Tôi 26 tuổi học Phật, tôi vẫn chưa có phương pháp mãi mãi giữ gìn sức khỏe ở tuổi 26. Nhưng được đến hơn 30 tuổi, đến khi nào bạn bắt đầu giác ngộ, bạn liền sẽ dừng lại ở giai đoạn đó, vĩnh viễn không bị già yếu, liền sẽ dừng lại không động nữa. Đúng vậy, không sai. Thần kỳ như vậy sao ạ? Không phải, là ý niệm của bạn thay đổi thể chất của bạn, chính là đạo lý này. Vì sao bạn lại lão hóa? Lão hóa từ đâu ra? Ý niệm lão hóa, bạn từ điểm này có thể thể nghiệm rất rõ ràng. Tôi có vài đồng học làm bạn bè trước đây ở Đài Loan, bình thường làm việc, địa vị họ rất cao, làm việc rất chăm chỉ. Khi đến tuổi về hưu, khi nghỉ hưu không có việc gì làm, liền già rồi. 2 năm không gặp mặt giống như là xa cách 20 năm vậy. Vì sao vậy? Khi họ làm việc thì không thể nghĩ đến già, vừa nghỉ hưu liền nghĩ, ây già, mình già rồi. Mỗi ngày một già hơn, năm nay già hơn năm trước. Chân thật là một năm như 10 năm vậy. Vừa gặp mặt tôi nói, sao lại biến thành hình dạng thế này? Nên khi gặp mặt tôi họ nói, ông hình như vẫn rất trẻ, không già. Tôi chưa từng nghĩ đến già. Do bạn ngày ngày nghĩ đến già thì sao mà không già được chứ? Bạn ngày ngày nghĩ đến bệnh thì sao mà không sinh bệnh chứ? Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh, ngày ngày nghĩ chết thì sao mà không chết chứ? Cảnh tùy tâm chuyển à. Qua kết quả kiểm tra sức khỏe vừa rồi, vậy có thể nói máu của người 30 tuổi, như vậy chứng minh vào tuổi đó đã buông xuống những thứ này rồi. Cơ năng của thân thể đều có thể giữ gìn ở trạng thái đó. Đúng vậy, tôi không phải là người thượng căn. Giống như Huệ Đăng thì rất là tài ba, Ngài là người thượng căn, Ngài có thể buông xuống ngay lập tức. Tôi thì buông từ từ. Năm nay buông nhiều hơn năm trước, điều này có thể biết được phiền não năm nay phải nhẹ hơn năm trước, trí huệ năm nay tăng hơn năm trước. Từ điểm nào có thể nhìn ra?
đồng học nghe tôi giảng kinh liền nghe được ra. Bạn xem tôi giảng kinh mỗi năm đều không như nhau. Tôi học giảng kinh 10 năm ở Đại Trung, lão sư không cho phép tôi ghi chép. Chúng tôi là học trò truyền pháp, nên khi lên lớp chúng tôi ngồi hàng đầu tiên đối diện với lão sư. Tôi là người đầu tiên đối diện với thầy. Tôi có đồng học, họ có ghi chép, nhưng thầy không can thiệp. Khi tôi ghi chép, viết qua vài lần, thầy gọi tôi đến phòng riêng nói: con nghe kinh mà viết gì vậy? Con ghi chép. Lão sư nói: con viết thấy có tác dụng gì chứ? Tôi nói: con sợ quên mất. Thầy nói đến sang năm cảnh giới của con nâng cao rồi thì một chút tác dụng cũng không có. Tôi thấy có đạo lý, rất có đạo lý. Nên sau đó thầy nói với tôi: không cần ghi chép, chuyên tâm mà nghe, nghe hiểu được bao nhiêu bạn sẽ ngộ bấy nhiêu, không cần ghi chép nữa. Đồng học bên cạnh, bạn đồng học đó không có ngộ tánh, nên họ hoàn toàn dựa vào ghi chép. Ghi chép của họ từng chồng một. Khi giảng kinh hoàn toàn dựa vào ghi chép để mà giảng, bỏ sót một câu thì ây da, câu này bỏ sót rồi, quên mất, không biết lão sư giảng như thế nào. Chính là như vậy. Nhưng tôi giảng kinh là linh hoạt. Tôi có thể hiểu được ý của lão sư giảng, tôi có thể nói ra ý của thầy, nhưng không phải là ngôn ngữ của thầy. Thí dụ nói có một người thế này, hoặc là nam hoặc là nữ, nêu ra câu hỏi như sau: một bà mẹ 60 tuổi bắt đầu buông xuống, trạng thái thân thể của bà có thật sự vĩnh viễn giữ gìn ở tuổi 60 không ạ? Đúng vậy, không sai. Bà sống đến 100 tuổi, khi kiểm tra sức khỏe vẫn là 60 tuổi. Đúng vậy, thật như vậy, đó không phải là giả. Vậy là vĩnh viễn trẻ trung hay sao ạ? Đúng vậy, nếu thật sự có công phu, họ còn có thể lùi lại thời gian sớm hơn. Họ 60 tuổi có thể lùi lại đến 50 tuổi, 50 tuổi lùi lại 40 tuổi. Họ có cái năng lực này. Một đạo lý rất đơn giản, toàn bộ tổ chức cơ thể của bạn có thể tổ chức mới lại mà. Đó chẳng phải là càng sống càng trẻ trung hay sao? Có câu càng sống càng trẻ, càng sống càng quạt bác. Đây là thật, tuyệt đối không có già đi. Người người đều có thể thực nghiệm, người người đều có thể làm được, đều có thể tự mình chứng đắc. Chỉ sợ bạn không chịu làm. Tiền đề là cần phải tin tưởng, đúng vậy. Nên điểm tốt của tôi không có gì khác, chính là nghe lời lão sư, không có một chút nghi ngờ đối với thầy. Vì lão sư đều lớn tuổi hơn tôi, hơn nữa đều đối đãi với tôi như cha mẹ ông bà vậy. Tôi theo học với thầy, khi đó tôi vô cùng nghèo khốn, một xu cúng dường thầy cũng không có. Chỉ là tôn kính, chỉ là nghe lời y giáo phụng hành, nên các thầy rất nghiêm túc dạy tôi. Họ dạy tôi là vì điều gì? Tuyệt đối không phải là vì học phí, mà là sau này chúng tôi có thể thể nghiệm là người dạy học, bất luận là học đạo hay là học thuật thế gian, khó khăn nhất cả đời họ chính là phải tìm một người truyền thừa. Người nước ta nói là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Người dạy học không có người kế thừa thì rất là thảm thương. Họ phải có người có thể kế thừa. Họ tìm thấy một người kế thừa thì họ sẽ không buông lơi người đó. Khi đó chúng tôi cũng không biết, nên đây là sư đạo mà người xưa hay nói đến. Dựa vào điều gì? Chính là tôn kính đối với lão sư. Có khán giả muốn hỏi thế này, xem thấy điều này họ vô cùng có lòng tin, họ cũng có nghi vấn. Có người cũng sẽ hỏi câu hỏi này: con biết có rất nhiều người chỉ chuyên nghe đĩa giảng kinh của Ngài, chỉ như vậy, cứ nghe như vậy, chăm chỉ tu học, buông xuống tham sân si mạng thì tiền đồ nhất định sáng lạn. Đúng vậy, không sai. Quả thật, qua một thời gian tích lũy, người căn tánh lanh lợi thì 3 đến 5 năm liền có hiệu quả. Căn tánh chậm chạp thì phải cần đến 7-8 năm. Cần 10 năm thì hiệu quả nhất định sẽ xuất hiện. Nếu bạn không có tâm nhẫn nại, vì việc này không phải 3 ngày, 5 ngày, 3 tháng, 5 tháng, không thể nhanh như vậy được. Tôi nói với mọi người, để công phu của tôi thật sự đắc lực đã phải mất 30 năm. Cho nên tôi nói tôi không phải là người lợi căn, tôi là người rất bình thường. Nhưng tôi chính là do kiên nhẫn
Đến năm nay là 57 năm rồi. Ngài giảng kinh đã 50 năm. Ngài đã giảng kinh 50 năm rồi. Tôi xuất gia năm 33 tuổi. Xuất gia thì bắt đầu giảng kinh. Nhiều hơn 2 năm so với Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm. Ngài 30 tuổi bắt đầu giảng. Đến năm 79 tuổi. Trên kinh Phật chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nói Ngài là lần thứ 8.000 đến địa cầu này rồi. Điều này người thông thường không lý giải được. Đúng vậy, không thể lý giải. Nếu bạn có thể đến cảnh giới A-La-Hán thì bạn có thể biết được. Không hiểu nhưng không nên hoài nghi à. Đúng vậy, không nên hoài nghi. Vì sao vậy? Có quá nhiều những việc chúng ta không thể hiểu được. Ngày nay cho thấy lời Phật nói là vô cùng phù hợp với nguyên tắc khoa học. Ngài dạy bạn phải thực chứng. Nếu chính bạn không tự chứng đắc thì bạn không đạt được thọ dụng. Bạn chỉ nghe Ngài nói, đó là tai nghe, là thứ của người khác. Bạn không nếm được mùi vị. Đó là kể tên thức ăn. Giống như trong quán ăn có rất nhiều thức ăn, bạn đều có thể kể ra, nhưng một miếng bạn cũng chưa ăn đến. Phật là dạy đích thân miệng bạn nếm được mới gọi là của bạn. Làm thế nào có thể nếm được? Buông xuống liền nếm được thôi. Điều này cùng với Ngài giảng thế gian pháp và những vấn đề trong xã hội là giống nhau à? Là giống nhau. Không sai. Nhất định là bản thân mình phải làm được. Đúng vậy. Hiện nay khoa học tiên tiến nhất chứng minh trong một hạt cát ít nhất có 72 triệu lập phương nguyên tử. Vì chúng ta tạm tính một chút là có 3.732.4800 triệu nguyên tử. Một hạt cát có nhiều nguyên tử như vậy. Chúng ta biết là nguyên tử vẫn chưa phải là phân tử nhỏ nhất. Phật Pháp được tôn xưng là vĩ đại nhất thế gian, khoa học đỉnh cao nhất. Thông qua thực chứng của khoa học, con người nghi vấn là có phải trong một hạt cát ẩn giấu cả một đại thiên thế giới mà nhân loại căn bản không thể tưởng tượng được, không thể biết được có loại khả năng này không mà có. Hơn nữa khoa học họ phát hiện, mà phát hiện vẫn còn vô cùng đơn sơ. Trong một nguyên tử nhỏ nhất của hạt cát có ẩn chứa thông tin của toàn bộ vũ trụ. Điều này trên kinh Hoa Nghiêm có thể nhìn thấy. Nên vũ trụ không có lớn nhỏ, tuyệt đối không phải là sự phóng to của một nguyên tử. Không phải là như vậy. Vũ trụ cũng không thu nhỏ, nó cũng không phình to. Thông tin trong hai mặt lớn nhỏ này hoàn toàn giống nhau. Lớn nhỏ là do ý phân biệt. Đúng vậy, không phải đối lập. Nên lớn nhỏ trong Phật Pháp là nhất như. Điều này rất khó hiểu. Trong Phật Pháp không có lớn nhỏ, không có trước sau, không có xa gần. Vì vậy gọi là nhất chân Pháp giới. Hiện nay các nhà khoa học vật lý lượng tử, họ đều chứng minh có kết quả này. Vật chất là hiện tượng sống dao động, là không, không sai, không sai. Chúng con bây giờ mời Ngài nói cho mọi người, cũng là nói cho các nhà khoa học. Thí dụ như chiếc bút này, vì sao nó lại là sóng dao động? Làm sao nó có thể là rỗng không vậy? Đúng vậy. Hiện tượng này ở trên kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, vũ trụ làm sao mà sanh ra. Trên thực tế Thích Ca Mâu Ni Phật nói bộ đại kinh này, bộ kinh này lưu truyền đến Trung Quốc chỉ được khoảng một nửa, là bản không hoàn chỉnh vì kinh quá lớn. Thời xưa chúng ta biết là khi đó không có kỹ thuật in ấn, đều là viết tay. Viết lại không phải là trên giấy, mà là họ viết trên cây bối Đà La. Lá cây bối Đà La giống như lá cây chuối nước ta vậy. Họ cắt ra thành từng mảnh vuông vuông, hai bên đục lỗ rồi dùng dây sâu lại. Một mặt chỉ viết được 6 hàng, lật mặt sau cũng viết được 6 hàng. Bạn liền hiểu được phân lượng bộ kinh này lớn thế nào. Vài chiếc xe tải cũng không xếp hết. Từ Ấn Độ dẫn chuyển đến nước ta, thu thập ở Ấn Độ cũng không có cách nào thu thập được một bản hoàn chỉnh.
nên trên thực tế chỉ khoảng một nửa, nhưng một nửa cũng gần giống với ý nghĩa hoàn chỉnh của lời Phật dạy. Hiện nay bản phạn văn của Kinh Hoa Nghiêm không còn nữa, chỉ còn bản phiên dịch bằng tiếng Trung văn, cho nên bộ đó vô cùng trân quý. Bộ kinh này tổng cộng có 99 quyển, có 39 phẩm. Phẩm giống như nước ta gọi là thiên, từng thiên từng thiên, 39 thiên. Chúng ta hiện nay mới giảng đến thiên thứ 14. Thiên thứ 14 vẫn chưa giảng xong, phía sau vẫn còn 2 chương. Thiên này tổng cộng có 10 chương, phía sau vẫn còn 2 chương, đã giảng 4.000 giờ. Nếu tôi dự tính giảng bộ kinh này hoàn toàn viên mãn thì cần phải khoảng 20.000 giờ. Trường đại học nào có khóa trình dài như vậy chứ? Bộ kinh này nói về điều gì? Nói về triết học, nói về khoa học, nói về luân lý, nói về đạo đức, nói về nhân quả, đều nói đến cứu cánh viên mãn. Bạn không thể không khâm phục. Sau khi bạn thâm nhập vào, bạn mới hiểu được điều bên trong gọi là niềm vui vô tận, trí huệ chân thật. Một bộ kinh lớn như vậy, tôi là do năm đó tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi. Ngày thích nhất bộ kinh này, vì già hàng ngày mở khoa triết học Hoa Nghiêm ở lớp tiến sĩ trường đại học Giáo hội và trường đại học Phụ Nhân Đài Loan. Cả đời ngài thích nhất nên đặc biệt giới thiệu cho tôi, cho nên tôi cũng vô cùng yêu thích bộ kinh này. Sau khi xem rồi là muốn ngừng cũng không được. Vừa rồi chúng con thỉnh giáo ngài là lấy một chiếc bút nhựa làm thí dụ. Mọi người cầm chiếc bút này, nó thực sự là một vật thể, nó thực sự tồn tại. Nếu nói nó là không, là giả, thì điều này lý giải như thế nào? Nó không tồn tại, thực sự không tồn tại. Chiếc bút này không tồn tại, đúng vậy. Không những không tồn tại, người cũng không tồn tại, bản thân bạn cũng không tồn tại. Tôi lấy thí dụ trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, nhưng không dễ hiểu. Bây giờ chúng ta lấy phương pháp khoa học kỹ thuật làm thí dụ thì tương đối dễ hiểu hơn. Đoạn thoại của Di Lặc Bồ Tát trong quyển thứ 8 của Pháp Quyển Châu Lâm, bạn tìm đoạn thoại này liền có thể tìm thấy. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc: phàm phu chúng ta chẳng phải có ý niệm sao? Ý niệm khởi tâm động niệm. Phật liền nói: trong một ý niệm của phàm phu, chia nhỏ ý niệm này rồi lại tiếp tục chia nhỏ nữa, giống như một hạt cát, bạn lại chia nhỏ tiếp, chia thật tỉ mỉ, thì nó có bao nhiêu niệm nhỏ cấu thành một ý niệm? Di Lặc Bồ Tát liền nói: một cái búng tay, thời gian búng ngón tay một cái. Một cái niệm này, khởi một niệm là một cái búng tay, chính là một ý niệm. Trong đó có bao nhiêu niệm vi tế? Trong một ý niệm có 32 ức trăm ngàn tế niệm. Trăm ngàn là đơn vị tính, trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân cho 10 vạn chính là 320 triệu. Chúng tôi đều tính qua là 320 triệu. Triệu là ức vạn, ức vạn là triệu. 320 ngàn tỷ tế niệm trong một cái búng ngón tay. Niệm niệm thành hình, hình chính là thế giới vật chất, nên điều này phải nói hình hình hữu thức, hình giai hữu thức. Trong hình có thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần và thế giới vật chất có thể nói đồng thời khởi nguồn. Tinh thần có vật chất, vật chất có tinh thần, nhất định không tách rời. Nó là một không phải hai. Nên chúng ta nói duy vật, duy tâm đều không chính xác. Nó là hợp nhất, nó là hài hòa, nó không đối lập. Chính là khi khởi một ý niệm, thí dụ ý niệm trong một cái búng tay, bên trong lại có nhiều ý niệm nhỏ như vậy. Đúng vậy. Niệm nhỏ này có vật chất không ạ? Có vật chất. Đều có hiện tượng vật chất à? Đúng vậy. Những hiện tượng vật chất là ở, những hiện tượng vật chất là gì? Chính là vũ trụ. Hiện tượng này chính là vũ trụ. Nên Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm rất rõ ràng. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói 5 câu 20 chữ, nói rất đơn giản, chính là toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Nó gọn thành 5 câu à? Ngài nói nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh, chính là nói bổn tánh, bổn thể là thanh tịnh.
Trên kinh Hoa Nghiêm nói bổn thể này, thêm vài chữ phía trước là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Kinh thêm vài chữ này nói với bạn đây là tự tánh. Tự tánh chính là vốn có, nó vốn là có, nó là gốc của hết thảy pháp trong vũ trụ. Nó có thể sanh, có thể hiện, có thể biến. Toàn bộ vũ trụ là cái được sanh, được hiện ra, bị biến hóa. Trong triết học thì năng và sở là đối lập. Năng không là sở, sở không là năng. Nhưng trong Phật Pháp thì năng sở là một, không phải hai. Cho nên Âu Dương Cánh Vô nói Phật Pháp không phải triết học. Triết học thì năng sở đối lập, trong Phật Pháp không đối lập. Thí dụ nói năng sanh, năng hiện, nhà triết học nói chúng ta có thể lấy cha con làm thí dụ. Cha mẹ là năng sanh, con cái là sở sanh. Cha mẹ và con cái có thân thể khác nhau, không phải là một thể. Vậy thì trong Phật Pháp nói năng sở, Tổ sư Đại Đức hay lấy vàng và đồ vật bằng vàng để làm thí dụ. Đây là một thể. Nên Lục Tổ Huệ Năng nói, trước tiên Ngài nhận thức được cái thể này, tự tánh là thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn dĩ thanh tịnh. Câu thứ hai, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Nó không phải là pháp sanh diệt, nó không có sanh diệt. Vì sao vậy? Nó không phải tinh thần, cũng không phải vật chất. Hiện nay có người muốn thỉnh giáo Ngài vấn đề này. Bản thể cũng không phải tinh thần, cũng không phải vật chất. Năng lực hiện hữu của con người là có hạn. Vậy làm sao chứng minh được sự tồn tại của bản thể? Tôi không nhìn thấy được, cũng không nghĩ đến được. Sáu năng lực của tôi, thí dụ như mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, tai sờ, não nghĩ, sáu thứ này đều không đạt được. Vậy tôi làm sao có thể chứng minh bản thể tồn tại? Phật nói nếu buông xuống sáu loại năng lực này của bạn, không dùng nữa thì nó liền hiện tiền. Khi bạn dùng những năng lực này thì bạn nhất định không chứng được. Chỉ cần bạn buông xuống, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn lập tức chứng đắc. Sau khi chứng đắc rồi bạn cũng nói không ra. Nói ra liền không phải à? Bạn nói không ra. Không những không nói ra được mà bạn cũng không thể khởi ý niệm. Bạn vừa khởi ý niệm thì bạn đọa lạc rồi, bạn là phàm phu rồi. Chính là vừa khởi ý niệm thì liền không đúng không phải rồi, khởi niệm là sai rồi. Câu thứ ba Ngài nói, câu này rất quan trọng. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, chính là nói nó vốn có đủ hết thảy pháp trong vũ trụ. Nhưng bản thân nó không phải là hết thảy pháp. Nó vốn có đủ hết thảy pháp, nó lại không hiện. Giống như màn hình tivi vậy, bên trong có rất nhiều kênh. Hiện nay bạn không mở tivi, bạn không thể nói bên trong nó không có gì. Nó đều có đủ. Chính là cái ý này, cái gì cũng có. Bạn bật kênh lên thì vũ trụ liền hiện tiền. Kênh này mở ra chính là bạn động ý niệm rồi. Sóng động, sóng vừa động thì nó lập tức liền hiện tiền. Cho nên vũ trụ không phải do vụ nổ lớn tạo ra. Vũ trụ là khởi tâm động niệm mà hiện. Khởi tâm thì hiện tượng vũ trụ liền hiện tiền. Toàn bộ lập tức hiện, đồng thời xuất hiện, không có trước sau, đồng thời liền hiện tiền. Đồng thời sinh mạng. Sinh mạng không phải nói người khác mà nói tôi. Tôi từ đâu mà đến? Nhà Phật nói y báo và chánh báo, bạn nhất định phải hiểu rõ ràng. Chánh báo không phải nói rất nhiều người, không phải gì. Đó là bạn hiểu sai rồi. Chánh báo là nói bản thân mình. Con người là y báo trong hoàn cảnh sinh sống của tôi, gọi là y báo nhân sự, y báo vật chất. Y là tôi phải dựa vào chúng để sinh tồn, đây là hoàn cảnh. Vì vậy nói chỉ có bản thân mới gọi là chánh báo. Ngoài bản thân mình ra đều là y báo của tôi. Y báo nhân sự, y báo hoàn cảnh, y báo thời không vũ trụ đều là y báo. Khởi tâm động niệm, khởi tâm thì vũ trụ hiện tiền, động niệm thì cái tôi liền xuất hiện. Nên cái tôi và vũ trụ phát sinh cùng một lúc. Thời gian phát sinh bao lâu? Chính là Di Lặc Bồ Tát nói một cái búng tay. Trong một cái búng tay có bao nhiêu hiện tượng? Giống như chúng ta xem điện ảnh, thước phim của bộ phim đó có bao nhiêu tấm ảnh. Hiện nay chúng ta biết rồi,
Phim ảnh chiếu trên bàn bạc là 24 hình trong một giây, đúng không? 24 hình trong một giây, mỗi hình đều khác nhau. Hơn nữa mỗi hình không liên quan với nhau. Phật nói với chúng ta, hiện nay tốc độ này của chúng ta, một giây chiếu bao nhiêu hình? Bồ Tát Di Lặc nói một cái búng tay, tốc độ chúng ta búng tay nhanh một chút thì tôi búng được khoảng 4 cái. Số lượng đó nhân với 4, vậy một giây bao nhiêu hình? 1.280 triệu hình. Không phải 24 hình nữa rồi. Đây chính là hiện tượng. Nên hiện tượng của chúng ta hiện nay giống như hiện tượng trên màn hình của điện ảnh. Màn hình là mặt phẳng, còn chúng ta là lập thể, tuyệt đối không phải là thật. Bạn làm sao có thể giữ chặt được? Bạn nghĩ xem, một phần 1.280 triệu giây, bạn làm sao có thể khống chế nó được? Chúng ta nhìn thấy là gì? Đó là cái tướng tương tự tương tục. Màn hình điện ảnh chẳng phải như thế sao? Tướng tương tự tương tục, mỗi hình đều khác nhau, chúng không giống nhau. Hình trước và hình sau không như nhau. Sát na sanh diệt. Đúng vậy, ngay cả sát na sanh diệt đó cũng là không có sanh diệt. Thời gian của nó quá nhanh, tìm sanh diệt tìm không ra. Thí dụ nói con cầm chiếc bút này là cầm thấy rồi, nhưng đích thực nó đang sát na sanh diệt. Thí dụ có thể nói thế này, sau 100 triệu năm chiếc bút này chắc chắn có thay đổi, chính là chứng minh nó có tướng sanh diệt. Không cần 100 triệu năm mà nó sanh diệt trong một phần 1.280 triệu giây này. Tay không cảm giác ra được. Đúng, cảm giác không ra được. Bạn làm sao mà cảm giác ra được chứ? Nhưng sau khi trải qua rất nhiều năm thì quả thật nó sẽ biến quá. Điều này chứng minh đó là thật à? Đúng vậy. Kỳ thực căn bản là không có sanh diệt. Vì sao vậy? Hình trước và hình sau không giống nhau. Nên nói với bạn, thực sự là không có sanh diệt. Bạn cho nó là có sanh diệt thì đó là ảo giác, ảo tưởng. Hết thảy pháp đều không có sanh diệt. Còn người thật sự hiểu được điều này thì tâm liền an rồi. Nên lý đắc, hiểu rõ lý thì tâm liền an. Cũng không có sanh diệt, cũng không có niệm. Không có sanh diệt thì bạn còn sợ sanh diệt gì chứ? Con người hiện nay tham sống sợ chết. Bạn hiểu rõ là căn bản không có sanh tử. Bạn đang sống hiện nay còn không có niệm, niệm đều không có sanh tử. Có người sau khi xem tiết mục này thật sự có nghi vấn như vậy. Không chỉ chiếc bút này, chạm vào hết thảy xung quanh, hình như căn cứ theo phân tích khoa học đều là sống động, đều là không, đều là giả. Nghe đến bản thân cũng đều là không, đều là giả. Họ rất tự nhiên sẽ hỏi một câu: những thứ giả này từ đâu đến? Ta từ đâu mà đến? Điều này Phật trên kinh nói cho chúng ta chân tướng sự thật. Nguồn gốc, danh từ của triết học gọi là bản thể. Người phương Đông chúng ta không gọi là bản thể, gọi là bản tánh. Tánh chính là thể. Nên bạn thấy tổ tiên nước ta nói bổn tánh vốn thiện. Cái thiện đó không phải là cái thiện của thiện ác. Cái thiện đó là gì? Chính là viên mãn. Chỗ nào cũng viên mãn, không có chỗ nào khiếm khuyết. Đây là thiện. Thiện là đại viên mãn, không phải thiện của thiện ác, nên gọi là bổn tánh vốn thiện. Phật nói sự việc này thấu triệt, nói rõ ràng. Nên Lục Tổ Huệ Năng, những câu nói của Ngài quá quan trọng. Câu thứ ba nói: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ chính là vốn thiện. Tuy nó không phải là tinh thần, cũng không phải vật chất, nhưng nó có thể hiện vật chất, có thể hiện tinh thần. Vật chất và tinh thần là hiện tượng biểu hiện ra của nó. Đúng vậy, đều là hiện tượng của nó. Nên nó là tánh. Tánh có thể hiện tướng. Nhưng trước khi nó dao động thì nó không hiện tướng. Chúng ta gọi là đại quang minh tạng, gọi là thường tịch quang. Đây là danh từ của Phật học. Đây là cảnh giới cao nhất. Vừa động, hễ động thì tướng liền xuất hiện ngay. Cái động này, cái động vi tế chính là vô minh mà chúng ta đã nói. Phật nói vũ trụ làm sao mà có? Một niệm bất giác mà có vô minh. Một niệm bất giác, cái niệm này chính là cái niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã nói đến.
không phải cái ý niệm hiện nay của chúng ta. Niệm của chúng ta quá thô rồi, có đúng không? Trong một niệm của chúng ta, bạn xem Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, trong niệm này lại chia nhỏ ra thì có 1.280 triệu niệm vi tế, ý niệm nhỏ xíu như vậy. Đây là nói sống động. Đến khi nào bạn mới thể hội được hiện tượng sống động này? Chúng ta tâm ý thô thiển nên thể hiện không được. Không những chúng ta không thể hội được mà A-la-hán cũng không được, Bồ-Tát cũng không được. Phật nói Bát Địa Bồ-Tát. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ-Tát có 52 đẳng cấp, từ thập tính. Thập tính ví như tiểu học của Phật giáo, thập trụ ví như cấp 2, thập hạnh ví như cấp 3, thập hồi hướng là đại học, thập địa là nghiên cứu sinh. Đến thập địa ví như là nghiên cứu sinh. Từ Bát Địa tới thập địa thì họ mới cảm nhận được cái sống này. Nói cách khác, từ thất địa trở xuống đều không cảm nhận được. Bồ Tát thông thường đều không được à? Đúng, đó là Bồ Tát bậc cao, đều sắp thành Phật rồi. Bạn xem trên Bát Địa là cửu địa, thập địa, thập nhất địa là thành Phật rồi. Bốn cấp bậc cao nhất, định công đó của họ, định công sâu như vậy nên sống động vi tế nhất họ cũng cảm nhận được, mới chứng đắc. Tâm của họ có thể nói là tịch tỉnh rồi à, tịch tỉnh, nên gọi là thanh tịnh tịch diệt. Họ cảm nhận được cái sống động đó, mới biết là cái sống động này phát sinh ra vũ trụ. Chính là lục tổ đã nói, cái vốn tự đầy đủ liền hiện tiền. Hiện tiền biến thành cái gì? Năng sanh vạn pháp, nguồn gốc của vũ trụ. Đúng, chính là một niệm đó hiện toàn bộ vũ trụ, gọi đó là nhất thời đốn hiện, không có trước có sau. Người vừa nói khi vừa động, ban đầu nó là thường trực quang, vốn là cái gì cũng không có. Ngài nói cái động này là cái động gì ạ? Hiện tượng liền xuất hiện, là sống dao động, là tâm ạ. Tâm sống động, còn bản thể thì sao ạ? Bản thể sẽ không động, vĩnh viễn sẽ không động. Đó gọi là cái động của vọng niệm. Chính là chúng ta, thí dụ cái này, cái này đang động. Chúng ta chẳng dùng cái này làm thí dụ. Thí dụ nói đây là bổn thể. Những trang sức bằng vàng này đều làm từ nó. Vậy vì sao cái bản thể này lại sanh khởi một cái vọng niệm mà? Đúng vậy. Nói cái vọng niệm này, bạn phải hiểu trước chữ niệm là chữ vọng. Vọng chính là không phải thật, nên là vọng niệm. Không phải thật sự khởi ý niệm, nó là vọng niệm. Nhưng vọng niệm khởi tác dụng, chứ không phải không khởi tác dụng, mà khởi tác dụng. Tác dụng chính là biến thành hiện tượng huyễn hóa, nên tướng không phải là thật. Cho nên có người thỉnh giáo Ngài vấn đề này. Cái động này là tâm của ai đang động mà? Là bản thân bạn, tuyệt đối không phải người khác. Ngài vừa nói cái bản thể này là tịch tỉnh bất động, nhưng nó vừa động liền sanh vạn pháp. Nên họ hỏi là tâm của ai đang động mà? Khi bạn vừa hỏi thì sóng động của tâm càng lớn. Vì sao vậy? Vì ý niệm của bạn tăng trưởng, sóng càng lớn. Khi bạn không hỏi thì dần dần lắng lại. Bạn thể hội được đạo lý này không? Bạn càng nghĩ tôi như thế nào thì sống càng lớn. Bạn không nghĩ gì thì nó tự nhiên bình lặng xuống. Sau khi bình lặng thì cái gì bạn cũng hiểu rõ. Con muốn hỏi Ngài một câu. Con vừa nghĩ thì liền động rồi. Đúng, đã sai rồi, liền động rồi. Hơn được cái động này vẫn rất thô thiển, chưa biết được trạng thái rất vi tế kia. Đúng vậy, không sai. Cho nên cảnh giới này Phật nói là dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành. Dứt đường ngôn ngữ chính là không thể nói à? Không nói được, không thể nói. Bật dấu tâm hành, bật dấu tâm hành là không được động tâm, không được khởi tâm động niệm, thì bạn sẽ chứng đắc. Nên khi Ngài chứng đắc chẳng phải là biểu diễn đó sao? Nhất loạt buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, chứng đắc liền hiện tiền. Nên trong rất nhiều chùa, bao gồm trong sách xưa, mọi người nhìn thấy những tăng nhân thiền định, tăng nhân tu Phật Pháp, những người học Phật này, họ đang ngồi đó tĩnh tọa, ở đó niệm Phật, chính là đang khôi phục sự bình lặng đó, đúng không ạ? Không sai, đúng vậy. Hết thảy các pháp môn,
Pháp là phương pháp, môn là con đường. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, nguyên lý, nguyên tắc, phương hướng đều thống nhất, đều dạy bạn buông xuống. Tâm không định xuống thì những thứ này liền xuất hiện à? Đúng vậy, đều xuất hiện. Vì sao biến thành nhiều như vậy? Tôi cũng không cách nào giải thích được. Nên tôi nhớ lại khi nhỏ chơi kính vạn hoa, bạn xem rất đơn giản, cho vài miếng giấy màu khác nhau, chờ giữa ba miếng kiến, bạn chuyển động nó. Khi chuyển động thì bên trong nó liền khởi biến hóa, thiên biến vạn hóa, không có cái nào giống cái nào. Rất giống đạo lý này. Sự thiên biến vạn hóa trong vũ trụ không có cùng tận, thế nhưng không ra khỏi cái kính vạn hoa này. Điều này cũng là pháp nhĩ như thị hay sao ạ? Đúng vậy, cũng vốn là như vậy. Bạn không tin thì bạn lấy kính vạn hoa xem. Nên tôi nói đến cái này thì rất nhiều người tặng kính vạn hoa cho tôi. Hiện tại tôi có mười mấy kính vạn hoa rồi. Theo câu Ngài nói, bản tánh cũng không thể nhìn thấy, cũng không thể nghĩ tưởng, vì có thể hình dung nó một chút được không mà? Không cách gì hình dung. Duy chỉ có chứng đắc mới có thể hiểu được. Vì hình dung liền không đúng, liền không phải rồi. Đúng vậy, không có cách gì hình dung. Nó là bản thể của vũ trụ. Khi tướng hiện ra, nó còn có ba đặc tính. Một là nó trọn khắp pháp giới, cũng là nói rõ bất luận là vật chất hay là tinh thần, sống của nó, tốc độ của sống, sống của nó rất vi tế, tốc độ của nó lập tức trùm khắp pháp giới. Tốc độ của ánh sáng, tốc độ sống từ, thật sự không thể so với đó được. Bạn xem tốc độ này, tốc độ sống ánh sáng là 300.000 km trên một giây. Cái niệm này bất luận là sống động của vật chất hay sống động của tâm, thì sống động này lập tức trùm khắp pháp giới. Điều này cũng giống là như vậy. Đúng vậy, đúng, nó có ba đặc tính, nó giống là như vậy. Đây là điều đầu tiên. Hai là xuất sanh vô tận, giống như kính vạn hoa, vốn dĩ là như vậy. Ba là hàm dung không hữu. Hàm là bao hàm, dung là chứa đựng. Hàm dung không hữu chính là nhà Phật thường nói: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm bao thái hư là hàm không, lượng châu xa giới là bao hữu. Chứng minh tâm lượng của bạn vốn là lớn như vậy. Hiện nay tâm lượng biến thành nhỏ thế này. Vì sao biến thành nhỏ vậy? Biến nhỏ là do phân biệt chấp trước. Càng chấp trước càng nhỏ, càng nhỏ thì càng khổ. Tâm lượng vốn có của bạn so với vũ trụ còn lớn hơn. Bạn nói bạn tự tại biết bao. Ở đây có một câu hỏi, chính là Ngài nói đến vấn đề tâm lượng lớn nhỏ của một người. Tâm lượng này có quan hệ gì với bản thể? Nói với bản thể là như nhau. Vì cũng là nói không có ngã. Đúng vậy, ngã chính là bản thể, bản thể chính là ngã, vũ trụ là ngã, ngã chính là vũ trụ. Một khi điều này bị phủ nhận, nếu thân thể này là giả ngã, không phải vậy, thân thể này không phải phủ định như vậy. Nhục thể của chúng ta là toàn bộ vật chất của vũ trụ là hợp lại thành một. Tinh thần của chúng ta và tinh thần của toàn bộ vũ trụ cũng hợp thành một. Chúng dung hợp thành một thể. Không phải nói cái này không có thì cái kia không có, không phải vậy. Nó là một thể, nhất định không thể phân ra. Cho nên trong một hạt cát có thông tin của toàn bộ vũ trụ. Vậy bạn liền biết được cái thân thể này của chúng ta. Nếu nhìn từ hiện tượng vật chất, nhục thân này của chúng ta, đây là tế bào. Khi phân tích tế bào cũng có thể phân tích thành phân tử, phân tích thành nguyên tử, phân tích thành hạt, phân tích thành hạt cơ bản. Hiện nay hạt nhỏ nhất gọi là hạt quắc. Trong hạt quắc nhỏ nhất này có chứa thông tin của toàn bộ vũ trụ. Nếu sau khi bạn khai ngộ thì bạn hết thảy đều thông đạt đối với tánh tướng lý sự nhân quả của toàn bộ vũ trụ. Vì sao thông đạt? Nó vốn là như vậy. Bạn dung hợp thành một thể rồi. Đạo lý ở chỗ này, điều đó không cần học, chỉ cần bỏ đi chướng ngại,
Chướng ngại này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngài biết là có người trong quá trình học Phật nêu ra câu hỏi thế này, thỉnh giáo với Ngài. Có người nói nhà Phật nói ngã là giả ngã, nhục thân này là giả, không hữu, trống rỗng. Người khác trả lời, cách nói này của bạn sai rồi. Anh này thích tranh luận. Anh này nói tôi lấy một chiếc kim thì lập tức chứng minh điều anh nói không đúng. Anh này nói tôi lấy chiếc kim châm vào anh, anh lập tức rất đau. Nếu anh nói thân thể này là giả nhưng cái đau này là thật, chẳng phải là chứng minh là thân thể này của anh có thật sao? Làm sao có thể giả được? Điều này không phải nói thân thể này là thật hay giả, mà đây là nói phân biệt chấp trước là thật có. Bạn có phân biệt chấp trước, bạn không có phân biệt chấp trước thì khi kim đâm sẽ không đau nữa. Khi đâm có thể không đau à? Đúng vậy, không sai. Vì bạn chấp trước cái thân này là ta thì ta sẽ bị đau. Có ngã thì sẽ có sanh lão bệnh tử, có vui có khổ. Nếu bạn nâng cao đến cảnh giới cao hơn, vậy thì thật sự không có nữa rồi. Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, các bạn đọc qua Kinh Kim Cang, có chuyện thật sự kể tỉ mỉ. Đoạn này là ở trên Kinh Đại Niết Bàn. Nhẫn nhục tiên nhân, Ngài ở trong cảnh giới đó bị xử tử lăn trì, nhưng Ngài không có đau khổ. Hơn nữa còn nói với vua Ca Lợi, Ca Lợi là Phạn ngữ, dịch thành Trung Văn có nghĩa là bạo quân. Bồ Tát nói với ông, tương lai tôi thành Phật, trước tiên tôi sẽ độ ông. Sau này Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, vì nhẫn nhục tiên nhân đó chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như, người đầu tiên thành A-la-hán. Đúng thật, nói lời giữ lời. Theo nguyên lý Ngài vừa nói, căn cứ theo nguyên lý Phật Pháp nói là buông xuống chấp trước, gặp những thứ gây đau đớn cũng không đau. Đúng vậy, thân thể này nó thiên biến vạn hóa. Một thân có thể phân vô lượng thân, không giống nhau, nên đạt đại tự tại. Bạn hiện nay vẫn còn những thứ này, trên thực tế bạn chưa buông xuống. Phân biệt chấp trước đều vẫn còn. Những thứ này rất khó bỏ, thật sự dứt bỏ thì sẽ khác thôi. Nên hiện nay chúng ta không có cách nào dứt bỏ triệt để, thì ngày ngày bỏ, dần dần mà bỏ, một ngày cũng không buông lơi. Ở đâu? Chính là ở trong cuộc sống thường ngày. Những thứ danh văn lợi dưỡng khi có được thì không có một chút tâm quan hỷ, khi mất đi cũng không có tâm được mất, thì bạn thật sự không còn nữa. Đó là gì? Là duyên. Tùy duyên, duyên tụ duyên tan, thật sự là không. Nếu bạn hiểu rõ ràng lời nói của Bồ Tát Di Lặc thì tâm bạn là định rồi. Vì sao vậy? Niệm niệm bất khả đắc. Chính là trên Kinh Bát Nhã nói, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc, bao gồm thân thể này. Điều này mới gọi là chân tướng sự thật. Khế nhập cảnh giới này thì sanh diệt không còn nữa, sau đó được mất sẽ không còn. Đau khổ lớn nhất của con người là lo được lo mất. Không còn được mất, bạn nói xem tự tại biết bao. Bạn nhìn vô số chúng sanh thế gian thì bạn hoàn toàn thấy được rõ ràng, họ giống như đang diễn kịch, diễn những vở kịch trong lục đạo. Bạn ở bên ngoài nhìn, nhìn thấy rất rõ ràng, thì bạn không ở trong đó nữa, bạn đã nhảy ra ngoài rồi. Người ngộ nhập cảnh giới này, người tu hành đến trình độ nhất định, đi trên đường phố, họ sẽ có một nguyện vọng mãnh liệt, thực sự muốn giúp đỡ những người vẫn đang mê hoặc. Không có, không có nguyện vọng này. Có nguyện vọng này cũng là sai. Họ vẫn là khởi tâm động niệm, vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ có nguyện, nguyện gì? Là phát nguyện trong quá khứ trước khi thành Phật, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Sau khi thành Phật không khởi tâm, không động niệm nữa, nguyện thực hiện được không? Thực hiện được rồi, chúng sanh có cảm tự nhiên liền có ứng, giống như thí nghiệm nước vậy. Chúng sanh chúng ta khởi một ý niệm với đó, yêu nó lập tức phản ứng tốt, là tự nhiên. Nó tuyệt đối không khởi tâm động niệm. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thì hiện thành Phật ở thế gian, bao gồm lục tổ Huệ Năng cũng vậy. Các ngài thể hiện mọi hình thức. Bạn nói các ngài có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Khởi tâm động niệm còn không có thì lấy đâu ra phân biệt chấp trước?
giống như đại chuông trong chùa vậy. Chúng ta đều nhìn qua, không gõ nó tuyệt đối không kêu. Đúng vậy, gõ mạnh thì kêu to, gõ nhỏ thì kêu nhỏ, không gõ không kêu. Gõ là duyên, tuyệt đối cái chuông này không thể kêu lung tung được. Đúng vậy. Nên chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này chính là như vậy. Có người đưa ra câu hỏi thế này: cây là chúng sanh vô tình, sơn hà đại địa, đất đá bao gồm những viên gạch này là chúng sanh vô tình, chúng từ đâu mà sanh ra? Không sai. Sự sinh ra này chính là sống động, vi tế sơ khai. Vì sao chúng sinh ra? Trong tự tánh vốn sẵn có những thứ này. Câu thứ ba của Lục Tổ: nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Tự tánh vốn có đầy đủ những thứ này. Bạn lại đi nghiên cứu nó làm thế nào sinh ra, thì bạn đang tăng trưởng vọng niệm. Bạn không ngừng tăng trưởng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đối với chân tướng sự thật, bạn không có cách gì hoàn toàn hiểu rõ. Những điều bạn hiểu là Phật nói, không phải tự bạn chứng đắc. Bạn phải đoạn dứt những ý niệm này thì bạn hoàn toàn chứng đắc. Bạn hoàn toàn giống như Phật. Bạn thực sự rõ ràng rồi. Bạn không dứt bỏ những thứ này thì bạn vĩnh viễn không thể rõ ràng tương tận. Nên nhà khoa học không chạm được đến bờ rìa. Vì sao vậy? Họ dùng là suy nghĩ, họ dùng là ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu là phân biệt, thức thứ bảy là chấp trước, thức thứ tám là vọng tưởng, là khởi tâm động niệm. Nên họ luôn luôn dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức thì bạn chỉ có thể hiểu được ở trong phạm vi tâm ý thức. Ngoài phạm vi tâm ý thức là tự tánh thì bạn không biết được. Cho nên khoa học và triết học thế gian vĩnh viễn không có cách nào hiểu rõ chân tướng sự thật. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu họ có thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, không dùng tâm ý thức nữa, gọi là lìa tâm ý thức, thì họ chính là Phật Bồ Tát. Họ thực sự hiểu rõ rồi. Giống như trên kinh Phật, chúng ta có thể đọc được câu này: chúng sanh vô tình. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói cho chúng ta về nguồn gốc của chúng. Nguồn gốc giống nhau. Hơn nữa, bạn không thể gọi chúng là vô tình. Chúng ta cho rằng chúng là vô tình, thực ra không phải. Nước là khoáng vật. Nếu vô tình thì vì sao tiến sĩ Giang Bổn Thắng có thể thí nghiệm điều đó? Nó có kiến văn giác đi, nó có thọ tưởng hành thức. Điều này được thí nghiệm ra rồi. Điều này chính là Bồ Tát Di Lặc nói: niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Thức chính là hữu tình. Tinh thần và vật chất là cùng tồn tại. Đúng vậy, chúng đồng thời tồn tại mà. Bạn xem, thông qua thí nghiệm khoa học đã thực hiện được điều đó. Nước có tình cảm, hiểu được ý nghĩ của con người. Nó biết chữ, nó biết nghe âm nhạc. Nên tôi nói với tiến sĩ Giang Bổn Thắng, nước ông đã thực nghiệm rồi. Tất cả hiện tượng vật chất đều là như vậy. Một hạt cát, một hạt bụi, một hạt nguyên tử cũng đều là như vậy. Chúng con từ trong từ điển tìm ra định nghĩa. Đây là duy vật. Giải thích của chủ nghĩa duy vật cho rằng bản thân của thế giới là vật chất, là nằm ngoài ý thức của con người. Không dựa vào ý thức của con người mà nó tồn tại khách quan. Vật chất là tính đầu tiên, ý thức là phản ánh sự tồn tại của vật chất, là tính thứ hai. Còn đây là nói về duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm cho là thế giới vật chất là sản vật của ý thức tinh thần. Ý thức tinh thần là tính đầu tiên, vật chất là tính thứ hai. Đây là phán đoán, khái niệm của duy tâm, duy vật. Đúng vậy, đây là từ trong vọng tưởng chấp trước sanh ra. Phật Pháp không có duy tâm, cũng không có duy vật. Toàn thế giới bao gồm giáo sư đại học, chuyên gia học giả, bao gồm các bậc thầy đều nhận qua sự giáo dục này. Họ đều giữ loại quan niệm này. Vậy thì không còn cách nào rồi. Bạn dùng phương pháp này thì thế giới này sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Do đối lập, đúng vậy, đối lập liền có đấu tranh, vĩnh viễn không kết thúc. Luân phiên đấu tranh rồi lại đấu tranh, vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Nên đây gọi là gì? Khổ hải vô biên.
quay đầu là bờ. Quay đầu là gì? Duy tâm duy vật đều dứt bỏ đi thì bạn quay đầu rồi, bạn thoát rồi. Điều này đều từ trong vọng tâm của chính mình sinh ra. Đúng vậy, Phật Pháp nói với bạn là tâm và vật đồng thời phát sinh là một thể, trong đó bao gồm nhân quả. Vì sao vậy? Sống động là nhân, dạng vật xuất hiện là quả. Cho nên tinh thần, vật chất và nhân quả là đồng thời phát sinh. Khi nào phát sinh? Phát sinh ở một phần 1.280 triệu giây. Dự động cái ý niệm này thì liền có. Đúng, đều phát sinh rồi. Hơn nữa, niệm niệm tương tục. Tương tục, nhưng nó không thực sự là tương tục. Vì sao vậy? Mỗi một niệm đều không giống nhau. Giống như chúng ta xem âm bản của phim vậy. Bạn suy nghĩ thì bạn liền biết. Hiện nay tốc độ phát điện ảnh của chúng ta là 24 hình trên một giây. Hiện nay chúng ta nhìn vũ trụ là hiện tượng lập thể, là 1.280 triệu hình trên một giây. Ngài biết là dựa theo phương pháp giải thích thế giới của duy tâm hoặc duy vật, có một số tình huống, một số hiện tượng liền giải thích không thông. Thí dụ như thực nghiệm về nước, nếu nói nước là vật chất thì lẽ ra nó sẽ không có phản ứng tinh thần, nó sẽ không nên biết nghe, biết nhìn, hiểu được ý nghĩa của con người. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng đã báo cáo vài lần ở Liên Hiệp Quốc. Do Liên Hiệp Quốc mời ông, nhà khoa học chứng thực điều này phù hợp với khoa học. Điều này không phải là giả. Vậy hệ tư tưởng triết học của loài người hiện cũng có vấn đề à? Đúng vậy, phải từ từ. Hiện nay chúng tôi cảm thấy khoa học và Phật Pháp càng ngày càng gần nhau hơn. Nên nếu họ không thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước một cách triệt để thì vĩnh viễn không tiến vào trong được, nhưng tiếp cận được đến rìa ngoài. Đây là việc tốt. Từ trước đến nay có sự hiểu lầm cho rằng Phật giáo là duy tâm. Vì qua lời nói của Ngài thì duy tâm mà họ nói là những điều trong Phật Pháp nói. Nhất thiết duy tâm tạo là hai chuyện khác nhau, hai việc khác nhau. Duy tâm tạo nói trong Phật Pháp là bản thể. Phật Pháp nói duy tâm là sống động, là ý niệm, sống động của ý niệm. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hai cái tâm này, một cái là chân tâm, một cái là vọng tâm. Thức là vọng tâm. Thức chính là ở trong đó có phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước, nó liền sản sinh biến hóa. Thức là do cái tâm đó sanh ra. Đúng, nó từ chân tâm hiển hiện. Thức chính là cái thứ này, chính là đeo lên cái này. Mắt chúng ta là chân tâm, đeo cái này vào thì gọi là thức. Bỏ cái này ra thì chân tâm liền hiện tiền. Giống như chúng ta đeo kính vậy. Đeo kính rồi nhìn bên ngoài chính là vọng tâm. Vọng tâm không xa lìa chân tâm, là một thể với chân tâm. Vọng tâm từ chân tâm sanh ra. Đúng vậy. Trong chân tâm không có vọng tâm, vọng tâm nhất định có chân tâm. Mọi người thường nói một câu: tôi có một cách nghĩ. Họ có cách nghĩ. Cách nghĩ này, hiện tượng này chính là từ chân tâm sinh ra. Đúng vậy, không sai. Bạn xem Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ nói Ngài không có cách nghĩ nào. Cái bản thể này có thể sinh ra hiện tượng tinh thần, cũng có thể sinh ra hiện tượng vật chất. Đúng vậy, sinh ra đồng thời. Cho nên trong 49 năm Phật giảng cho bạn nhiều kinh như vậy, nói nhiều chân tướng sự thật như vậy, giải thích cho bạn, giải thích thế thì bạn đã nghe được gì? Bạn là nghe người khác nói, giới thiệu cho bạn. Bản thân bạn chưa tự chứng, nhưng Phật là một nhà khoa học vĩ đại. Ngài không nói, ta nói điều này, bạn tin là được rồi. Không phải, mà ở thực chứng, bạn phải chứng đắc. Bạn phải chứng thực toàn bộ lời ta nói, thì đó chính là bạn. Cho nên có người nghe Ngài giảng, họ không hiểu, vì Ngài dạy mọi người là bạn không được nghĩ. Họ liền nói: tôi không cần nghĩ thì tôi làm sao có thể hiểu rõ được. Bây giờ là phải nghĩ. Hiện nay những điều tôi nói thì phải suy nghĩ. Nghĩ tường tận rồi thì bạn không cần nghĩ nữa. Vì sao vậy? Bạn muốn thật sự tự chứng, vậy thì bạn phải buông xuống, dứt đường ngôn ngữ, bặt dấu tâm hành. Bạn liền tự chứng cảnh giới này. Bình thường chúng ta thường xuyên nói một câu tục ngữ là không thể nghĩ bàn. Đúng vậy, không sai. Chính là cái ý này. Đúng, không thể nghĩ, không thể bàn.
Bàn tức là lời nói ra không được, liền biết chân tướng vũ trụ nhân sanh. Văn tự đức ta là trí huệ. Bạn xem chữ tư, tư là gì? Trên chữ tâm vẽ thêm một ô vuông, đó là phân biệt. Chia thành bốn phần, đó chính là phân biệt. Chữ tưởng là tướng, chính là chấp trước. Bên trên có chữ tướng, trên tâm có chữ tướng. Khi nào bạn muốn thấy chân tướng, bạn bỏ đi cái tư là phân biệt, bỏ đi chữ tưởng thì chân tâm hiện ra. Chẳng phải đạo lý này hay sao? Nên sau khi ngộ, tánh ở đâu, thứ gì cũng là đạo, nơi đâu cũng gặp nguồn. Lấy bất cứ pháp nào thì pháp đó cũng là tự tánh, mới chân thật hoát nhiên đại ngộ. Phân biệt chấp trước hoàn toàn không còn nữa. Trên kinh Phật có một đạo lý, chúng con áp dụng vào trong cuộc sống thì có thể nói như vậy không? Thí dụ nói Ngài là lão giáo sư mà không phải giáo sư, là danh nghĩa lão giáo sư. Đúng vậy không sai? Như trên kinh Kim Cang, thí dụ nói con đây là tôi, không phải tôi, là tôi trên danh nghĩa. Tôi trên danh nghĩa chính là, chính là chúng ta giao lưu với người thông thường. Bạn không dùng phương pháp này thì bạn không thể giao tiếp. Cho nên nói nhất định phải tùy tục, phải hằng thuận chúng sanh. Kia là học sinh tiểu học thì bạn nhất định phải hạ đẳng cấp thấp xuống. Bạn là thầy giáo tiểu học thì bạn mới có thể giao tiếp với học sinh tiểu học. Là đạo lý như vậy. Hòa quang đồng trần đúng vậy. Chỉ có người giác ngộ mới có thể làm được, không sai. Họ luôn luôn hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nên phần sau nói đến tứ đức, bốn điều này là tánh đức. Đây là bốn đức căn bản, nguyên thủy nhất. Thứ nhất chính là tùy duyên, gọi là tùy duyên diệu dụng. Thế nào là diệu dụng? Tuy là tùy duyên, bạn không có phân biệt chấp trước, tùy thuận phân biệt của người khác mà phân biệt, tùy thuận chấp trước của người khác mà chấp trước. Bản thân mình quả thật không có. Bạn nói cốc trà này, bạn chấp trước là cốc trà, tôi cũng gọi nó là cốc trà. Bạn chấp trước là cái ghế thì tôi cũng giống bạn chấp trước đây là cái ghế. Như vậy mọi người dễ giao tiếp. Trên thực tế chính mình không suy nghĩ nào, chính mình hoàn toàn không có. Bản thân hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự thật là tốc độ sóng động của 1.280 triệu phần trên giây này đang sanh diệt. Đúng vậy, nó chính là giống như điện ảnh vậy, cùng một đạo lý. Người minh bạch sẽ hiểu rõ, nên sao họ chấp trước được? Bất khả đắc mà. Niệm niệm bất khả đắc. Cái niệm này là niệm vi tế, không phải là niệm thô. Cái vi tế niệm này chính là nói trong một giây có 1.280 triệu vi tế niệm. Niệm niệm bất khả đắc, nên thật sự nhìn thấy, thật sự nghĩ rõ ràng thì tâm họ định rồi, tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi sóng động của cảnh giới bên ngoài. Như là một mỹ nữ đi qua trước mặt là giả. Đúng vậy, tuyệt đối không bị ảnh hưởng bên ngoài. Đồ ăn ngon, sao lại có đồ ăn ngon? Cũng sẽ không động tâm. Chính là nói việc ăn ở đi lại, tiếp xúc với hết thảy đều là như như bất động. Hơn nữa mọi mặt bạn đều chu đáo. Có người sẽ nói trong tâm tôi không có ý niệm, vậy thì còn có thể sinh sống không? Không có ý niệm là tràn đầy trí huệ. Ý niệm là phiền não, chuyển phiền não thành bồ đề. Vì cuộc sống của bạn là cuộc sống của trí huệ, là cuộc sống cao cấp, không phải bình thường. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Người khác nhìn không ra, họ chỉ nhìn thấy một người ở đó cũng giống mình đi đứng nằm ngồi. Đúng vậy, nhìn không ra, nhưng cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Đúng, hoàn toàn không giống nhau. Ngài từng nói, thí dụ Phật Pháp nói buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, người này liền chứng được Phật quả. Nhưng có người không phục, họ liền hỏi một câu, thí dụ trong một phút này tôi đã buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi, vì tốt rồi, đây là thành Phật. Họ sẽ hỏi, nếu thành Phật rồi thì người đó là ai? Họ vẫn sẽ hỏi câu hỏi này. Cái người này vẫn là bản thân họ.
hơn nữa có thể thành thật nói với họ là họ chưa buông xả. Nếu buông xả hết rồi thì họ sẽ không hỏi câu hỏi này. Buông xuống rồi là bạn dạy tôi, không phải là tôi dạy bạn. Bởi vì tôi vẫn chưa đến cảnh giới đó. Không giống nhau. Các nhà khoa học nghe trong Phật Pháp có câu như là hạt cải chứa núi tu di. Hạt cải rất nhỏ, chúng ta không cần nói núi tu di, chỉ cần một ngọn núi rất cao lớn mà nó có thể dung nạp ngọn núi đó vào trong được. Vậy làm thế nào để giải thích ạ? Đúng vậy. Tôi nói với bạn, hiện nay bạn thấy con chip, chip điện tử nhỏ như cái móng tay vậy, trong đó có thể dung nạp một bộ Đại Tạng Kinh. Đây chẳng phải là hạt cải chứa núi tu di hay sao? Bạn xem, đây chính là đại tiểu bất nhị. Mà trên kinh Phật nói nó có không to như vậy, móng tay nó quá to rồi. Trên kinh Phật nói là vi trần. Vi trần chính là ngày nay gọi là hạt cơ bản. Trong Lượng Tử học nói nhỏ nhất là hạt quắc, trong đó bao trùm toàn bộ vũ trụ. Ngày nay con chip to như vậy mới dung nạp được một bộ Đại Tạng Kinh thì đâu đáng kể chứ. Không thể so sánh. Thông tin trong một hạt vi trần đều bao trùm toàn bộ vũ trụ trong đó. Không chỉ là hiện tiền mà quá khứ vị lai đều ở trong đó. Không thể nghĩ bạn. Điều này nói với bạn đều là sự thật. Chỉ cần bạn chịu buông xuống, bạn liền chứng đắc. Nên thật sự muốn nghiên cứu điều này cho thật rõ ràng, thấu triệt, thì Kinh Hoa Nghiêm là tài liệu rất tốt. Lúc này chúng ta nói đến cái bản thể này. Phật trên Kinh Kim Cang nói, nếu Bồ Tát có nhân tướng, ngã tướng, thọ giả tướng, chúng sanh tướng thì không phải là Bồ Tát. Cũng chính là Phật Bồ Tát là vô tướng. Nhưng chúng ta biết là rõ ràng có Địa Tạng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, rõ ràng có Tứ Đại Bồ Tát, Tứ Đại Danh Sơn. Vậy có người muốn thỉnh giáo vấn đề này, lấy thí dụ rốt cuộc có Quan Thế Âm Bồ Tát hay không? Vấn đề này, nói vô tướng là bạn không có tướng chấp trước, không có tướng phân biệt, không có tướng vọng tưởng, thì không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Là nói điều này. Vô ngã tướng không phải là ngã không có nữa, ngã vẫn còn. Ngã không còn thì làm sao khởi tác dụng? Vậy thì làm sao? Tôi không chấp trước có cái ngã này. Cái ngã này là gì? Chúng ta nói thật dễ hiểu là không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có ngũ dục lục trần, không có tham sân si mạng. Đó gọi là vô ngã tướng. Không phải nói ngay đến cái thân cũng không có. Nhất định phải hiểu theo ý nghĩa này. Nói đến cùng cực chính là bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tướng vẫn cần tướng để giúp đỡ chúng sanh. Nên phía trên chúng ta đã nói đến bản thể, nói đến hiện tướng. Khi sống động sẽ sản sinh hiện tướng. Hiện tướng có ba đặc tính. Điều này phải nói rõ cho bạn. Một là nó châu biến pháp giới, bất luận là vật chất, là tinh thần, thì sống động vi tế đó trùm khắp pháp giới. Nên nó thông, nó không có chướng ngại, tốc độ cực nhanh. Đây chính là ngài nói khởi tâm động niệm, toàn bộ hư không khắp pháp giới đều cảm nhận được. Không khởi tâm động niệm cũng vẫn cảm nhận được. Vì sống đó càng phi tế, nó luôn có sống. Không có sống động thì không có hiện tướng. Nên giác rồi thì trống không cả đại thiên. Hiện nay hiện tướng vẫn còn, chứng minh sống động vi tế chưa từng gián đoạn. Giống như nguồn điện cấp cho màn hình vậy. Nếu bạn cắt điện thì hình ảnh trên màn hình lập tức không còn nữa. Nên bạn chưa từng gián đoạn. Sống động vi tế đó không gián đoạn. Cho nên điều này nhất định phải hiểu được.
Nếu sóng động đoạn dứt thì tướng không còn nữa. Hiện nay vẫn còn có tướng, đó là chứng minh bộ máy này đang chuyển động, chuyển động không ngừng. Thế nhưng vô ngã tướng là gì? Bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, không có điều này. Không có chấp trước là A-la-hán, không có phân biệt là Bồ-Tát, không có khởi tâm động niệm là Phật. Họ ở đâu? Đều ở nhân gian. A-la-hán cũng ở nhân gian, Bồ-Tát cũng ở nhân gian, Phật cũng ở nhân gian. Họ có thật không? Có thật. Vì họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phàm phu có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên điều đầu tiên trong tứ đức là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên là gì? Hiện nay thân ở đây giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề. Diệu dụng là gì? Tuy họ dùng nhưng quả thật họ không có phân biệt chấp trước. Còn phân biệt kia của họ là tùy thuận theo phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Đây gọi là diệu dụng. Không phải chính bản thân họ thật sự có phân biệt, thật sự có chấp trước. Nên diệu ở chỗ này, Phật Bồ Tát không có hình tướng nhất định, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Đây là câu trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy theo tâm tưởng của chúng sanh thì Phật tự nhiên liền hiện tướng. Giống như kết tinh của nước, quả thật nước không có phân biệt chấp trước, cũng không có vọng tưởng. Chúng sanh có ý niệm gì thì nó liền hồi ứng như vậy. Nên gọi đó là cảm ứng đạo giao. Chúng sanh có cảm, nó liền có ứng. Sơn hà đại địa và đông đảo chúng sanh mà bạn hàng ngày tiếp xúc đều là do tâm niệm của bạn chiêu cảm nên. Điều này người thông thường không biết, nhưng chân tướng sự thật là như vậy. Cho nên nếu tâm chúng ta thanh tịnh, bạn nhìn thấy hết thảy người thì không một ai không thanh tịnh. Tâm chúng ta thiện lương, bạn nhìn trong toàn bộ vũ trụ không ai mà không thiện lương. Chúng ta trong cuộc sống thường nghe người khác nói câu này: tôi càng nhìn người này càng không thuận mắt. Trên thực tế là họ hôm nay nổi giận rồi à? Đúng vậy, không sai. Có câu là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, tâm họ vui thì họ nhìn việc gì cũng thấy vui. Cho nên sau khi khế nhập cảnh giới, chúng ta mới thực sự hiểu rõ người nào cũng là người tốt, việc nào cũng là việc tốt. Họ làm việc ác, tiêu nghiệp chướng. Họ đọa ba đường ác là tiêu nghiệp chướng, là việc tốt. Nếu không nghiệp chướng của họ làm sao mà tiêu? Nghiệp chướng tiêu hết thì họ thoát ra. Giống như người làm việc sai, phạm pháp, bị xử ngồi tù là việc tốt. Vì sao vậy? Họ cần phải sám hối tội nghiệp của họ ở đó. Hết án tù, họ liền được ra. Họ đáng phải chịu như vậy. Cho nên tam ác đạo ý nghĩa cũng gần giống với nhà tù, là tự làm tự chịu. Nhà tù thế gian vẫn là chính phủ xây dựng. Tam ác đạo không ai xây dựng, do trong tâm chính mình biến hiện ra. Không ai xây dựng cả, vì cái tâm đó quá ác. Đúng vậy, nó tự nhiên xuất hiện cảnh giới như vậy. Giống như người mơ thấy ác mộng vậy. Cơn ác mộng đó do ai tạo ra cho bạn? Làm nhiều việc xấu rồi thì ngày ngày mơ thấy ác mộng, chẳng phải như vậy sao? Nên ba đường ác cũng là tình hình này mà biến hiện ra, là diệu dụng. Cái diệu dụng đó thật sự là diệu. Ngài hoàn toàn không giống với chúng ta. Phàm phu chúng ta thì không diệu. Vì sao vậy? Có phân biệt chấp trước thì không diệu, không có phân biệt chấp trước liền diệu. Đều là trí huệ. Ngài không có phiền não. Đức hạnh thứ hai là oai nghi hữu tắc. Câu nói này chính là giống hai câu nói ở trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chỉ cần là Bồ Tát ứng hóa ở thế gian thì tưởng mà Ngài thể hiện. Ngài vốn là không có tưởng, nhưng cũng có thể hiện, có tưởng, cũng biểu hiện ngôn ngữ, cũng biểu hiện động tác, đều là làm hình mẫu tốt nhất cho người thế gian. Đó gọi là oai nghi hữu tắc. Tắc là nguyên tắc. Hình mẫu cũng không nhất định, mà thiên biến vạn hóa. Thí dụ chúng sanh trì giới được rất nghiêm cẩn, sai rồi, quá chấp trước, Ngài liền thị hiện phóng túng, thị hiện đại tự tại.
Nói với bạn giới phải giữ như thế này. Hòa Thượng Tế Công đúng vậy, Ngài chính là thị hiện hình mẫu này, để bạn không nên chấp trước. Nếu mọi người đều phóng túng không trì giới, thì Ngài liền thị hiện trì giới rất nghiêm. Đều là dạy người căn cứ theo nhu cầu của chúng sanh. Đúng, nhu cầu trước mắt, không phải quá khứ, cũng không phải vị lai, là nhu cầu hiện tại. Nhu cầu hiện nay là gì? Thí dụ xã hội hiện nay chúng ta động loạn, toàn thế giới động loạn, thì cần điều gì? Cần luân lý, cần đạo đức, cần nhân quả. Ba điều này của cổ thánh tiên hiền, ba điều này trong tất cả tôn giáo, nếu ngày ngày nói, ngày ngày phổ cập, thì xã hội này lập tức thái bình. Đây là nhu cầu trước mắt. Cho nên những điều tốt đẹp trong Phật Pháp có rất nhiều. Điều thứ ba là nhu hòa, chất trực. Đây là thái độ làm người cơ bản. Người thế gian có vấn đề này, chúng ta xử sự đãi người tiếp vật, thì bên ngoài cần phải nhu hòa, nội tâm cần phải chân thành. Chất trực chính là chân thành, không có hư ngụy, không có giả tạo. Lấy tâm chân thành, nhu hòa đãi người tiếp vật. Điều cuối cùng là thay chúng sanh khổ. Chúng sanh khổ nạn quá nhiều rồi, bạn ở tại nơi này cũng phải chịu khổ chịu nạn, chịu khổ thay cho chúng sanh. Bởi vì bạn có thể không đến. Vì sao bạn đến? Chúng sanh quá khổ, giáo hóa chúng sanh không dễ dàng. Bạn dùng tâm tốt đối đãi với họ, họ dùng tâm ác đối đãi với bạn, bạn vẫn phải tiếp nhận, bạn vẫn phải nhẫn chịu, bạn mới có thể làm việc. Nếu không thì giống như A-la-hán gặp phải tình cảnh này thì được rồi, tôi không dạy bạn nữa, tôi ra đi. Đó là A-la-hán. Bồ-tát thì không như vậy. Bồ-tát nhất định sẽ giúp bạn quay đầu. Bạn làm nhục Ngài như thế nào, Ngài đều có thể chịu đựng. Nên Bồ-tát có tâm từ bi, A-la-hán tâm từ bi kém một chút. Nên đây là tứ đức. Tứ đức này là tánh đức. Nếu chúng ta tỉ mỉ quan sát người thế gian, có một số người có đủ bốn đức này, họ chính là Bồ-tát tái lại. Đúng vậy, bằng quan sát tỉ mỉ, người có tứ đức này thật sự là Bồ-tát tái lai. Họ không phải là người phàm. Điều căn bản nói đến đây, sau đó mới dạy bạn làm thế nào tu hành, làm thế nào để nâng cao. Đó chính là nhìn thấu buông xuống. Vì vậy nhìn thấu hình như đặt ở phía sau, không có những điều bên trên thì bạn nhất định nhìn không thấu, bạn cũng không buông xuống được. Nói với bạn nhìn thấu buông xuống, đó là nhắc nhở. Nhắc nhở không khởi tác dụng. Thật sự có nền tảng phía trước thì họ thật sự sẽ nhìn thấu, thật sự sẽ buông xuống. Nghe nói những điều phía trước chính là thể tánh. Đúng, thể tướng dụng. Phía trước là lý do để cho bạn hiểu rõ toàn bộ, sau đó bạn mới hiểu được vì sao bảo bạn buông xuống, vì sao bảo bạn nhìn thấu. Như vậy mới có thể hiểu rõ ràng. Hóa ra nhìn thấu buông xuống có lợi lớn đến như vậy. Có người nếu câu hỏi như sau: hiện tại tai họa rất nhiều, nếu như thế gian thật sự có Phật Bồ Tát thì vì sao các ngài không khiến cho những tai họa này đừng xảy ra? Không thể. Phật Pháp thường nói tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Cái sức mạnh này là bình đẳng. Tâm chính là tự tánh. Sức mạnh này rất lớn, có thể sanh vạn pháp. Sức mạnh của Phật rất lớn là giác ngộ. Sức mạnh giác ngộ rất lớn. Thứ ba là nghiệp lực của chúng sanh. Ba cái này là bình đẳng. Nghiệp lực của chúng sanh nếu kết hợp được với Phật Pháp thì vấn đề có thể giải quyết. Nếu như xa lìa không tiếp xúc thì sức mạnh của họ không có cách nào, Phật không thể giúp. Nói cách khác, bạn phải nên tiếp nhận sức mạnh giúp đỡ của Phật Bồ Tát. Vừa kết hợp thì sức mạnh liền lớn, có thể hóa giải hết thảy tai nạn, liền có thể tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng. Đây là điều khi học Phật chúng tôi thật sự thể hội được. Nếu chúng tôi không tiếp xúc với Phật Pháp, không hiểu được điều này, thì mạng của tôi sớm đã không còn rồi, là chết sớm rồi. Chết rồi thì vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không thể thoát ly. Nên chúng tôi không thể không cảm ơn lão sư. Không nhờ lão sư giới thiệu, khi còn trẻ tuổi tôi rất ngoan cố, chính là chấp trước kiên cố, luôn cho rằng bản thân mình là đúng. Người nào đó đối với tôi,
tôi còn có biện tài, tôi có thể nói chết thành sống, rất mà khó thuyết phục tôi. Nên may mắn gặp được lão sư Phương, thật sự khâm phục rồi, tiếp nhận rồi. Đây là một vị trưởng giả từ bi, ái hộ như vậy. Tôi và thầy không phải họ hàng thân thuộc, tôi cũng không hề có người nương tựa phía sau. Gặp được một người ái hộ như vậy nên hoàn toàn tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, thực sự giống như thầy đã nói. Nên sau khi tôi xuất gia gặp lại thầy, thầy nói: con thật làm à? Tôi trả lời: dân à, sự hưởng thụ cao nhất của đời người thì sao lại không thật làm à? Người nào cũng nói tôi học Phật là mê tín, sao lại mê thành như thế này? Chỉ có lão sư Phương nói con đi đúng rồi. Chỉ có thầy động viên tôi, con hoàn toàn đúng rồi. Quay lại vấn đề vừa rồi, ngài cũng từng nói, thí dụ nói năm 45, khi bom nguyên tử nổ tại Hiroshima, nếu như năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật thực sự còn tại thế thì quả bom nguyên tử này có khả năng không nổ. Không phải như vậy, nghiệp lực của chúng sanh. Nếu như bom nguyên tử không nổ, nghiệp lực của họ vĩnh viễn không thể hóa giải. Bạn tạo tác những nghiệp này, bạn nói người Nhật khi đó đối với Trung Quốc, món nợ này tính thế nào? Cho nên tự làm tự chịu. Bạn tạo những nghiệp này, quả báo nhất định sẽ hiện tiền. Đây là định nghiệp, Phật không có cách nào cứu định nghiệp của chúng sanh. Phật chỉ có thể dạy bạn giác ngộ, dạy bản thân bạn hồi đầu, là tiêu nghiệp như vậy. Không phải nói dựa vào sức mạnh của Phật thì có thể tiêu nghiệp, không có đạo lý này, nói không thông. Vậy làm thế nào lý giải nói ngài nói trước đây, nếu sức mạnh ý niệm của một người rất lớn, khi thanh tịnh đến mức độ nhất định, họ có thể khiến cho bom nguyên tử không phát nổ. Đây là nói năng lực của họ. Tuy có năng lực này, nhưng nghiệp lực chúng sanh phải kết hợp với người đó mới được. Nếu chúng sanh không quay đầu, không thực sự sám hối, sửa lỗi, làm mới, thì họ nhất định nhận quả báo. Họ không có tai nạn này thì còn có tai nạn khác. Vì thực sự Phật có trụ thế cũng không được. Đúng vậy. Nếu hiện nay trên trái đất chúng sanh gặp tai họa lớn như vậy, Phật Bồ Tát không phải không đến, đến rất nhiều, nhưng có thể cứu được không? Không cứu được. Bạn đang không ngừng tạo, bạn không chịu quay đầu, Phật Bồ Tát không phải dùng một loại thần lực oai thần bảo vệ bạn. Không phải. Ngài là dạy học, ngài đem nghiệp nhân quả báo nói rõ cho bạn, nhân duyên quả báo trong đó. Sau khi bạn hiểu rõ rồi thì đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, vấn đề liền giải quyết. Nên ngài là thầy giáo, là dạy bạn. Tai nạn của bạn làm sao mà có? Vì sao có tai nạn vậy? Là do bạn tự tạo ra nghiệp nhân bất thiện. Nên nói gì mặt lý, nói được thông. Vì này không mê tín, nên Phật không là thần tiên, ngài là thầy. Người thầy chỉ dẫn cho bạn một con đường. Con đường này tốt, mà đi theo con đường này không có vấn đề gì. Bạn đi sai đường, con đường đó là hiểm đạo, nguy hiểm. Có câu nói trên thế giới không có chúa cứu thế. Phật Pháp cũng nói điều này, chỉ có chính mình tự cứu chính mình. Đúng, Phật Pháp là như vậy. Vậy có người đưa ra câu hỏi như thế này: tôi hiện nay, chân tâm của tôi và Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước đây là quan hệ gì? Là như nhau, cùng với hết thảy chư Phật đều là một chân tâm, chính là tự tánh. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đó chính là chân tâm của bạn. Bạn hiện nay biến thành thế này là mê mất chân tâm rồi. Chân tâm là thuần tịnh thuần thiện, bạn hiện nay biến thành bất tịnh bất thiện. Đây chính là gì? Chính là chúng ta thí dụ về vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chính là bạn có thứ này, bạn buông xuống như thế này thì bạn là Phật. Tâm người khác rất thanh tịnh, họ tạo thiện nghiệp, họ thành Bồ Tát, thành Phật, không liên quan đến con, có liên quan đến bạn. Họ có thể giúp bạn một chút, nhưng không thể hoàn toàn giúp bạn hóa giải. Nếu không có sự liên quan này thì thế giới này sớm bị hủy diệt rồi. Vì bạn là ác niệm, họ là thiện niệm.
thiện niệm của họ trung hòa một phần. Ân đức này rất lớn, giống như là sóng biển, sóng to gió lớn, chính là ác niệm. Đây là mặt biển bình lặng, hai bên khi hợp lưu, nước bên bình lặng cũng sẽ có chút sóng, bên sóng lớn sẽ giảm thấp, là tình hình này. Cho nên người thiện hành thiện giúp đỡ người ác là đạo lý này. Nếu toàn thế giới không có nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của Ngài cùng niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, sau đó làm những pháp sự này, vậy thì hiện tượng sóng thần ngày 13 tháng 9 sẽ có người, có khả năng có, thực sự có khả năng. Nhà tiên tri Racine sẽ không bác bỏ tin này. Trước đó một tuần ông đã bác bỏ, thanh minh là tai nạn này không còn. Hình như chưa từng có trong lịch sử tiên tri của ông. Điều này trước đây chưa từng nói đến. Sức mạnh này thật là rất lớn. Đúng vậy, sức mạnh này được tiến sĩ Gia Bổn Thắng làm thực nghiệm tại Hồ Bi Qua, chứng minh điều gì? Cảnh tùy tâm chuyển. Ngài vẫn luôn dạy mọi người, nền tảng có hết thảy thiện pháp là bắt đầu học từ đệ tử quy của tổ tiên. Thế nhưng hiện nay rất nhiều người nhìn thấy, bao gồm những người học Phật, họ vẫn xem thường đệ tử quy. Người như vậy sẽ có kết quả, sẽ có thành quả nào không? Đây là nghiệp chướng. Việc này không thể trách họ. Vì sao? Giáo học truyền thống của chúng ta đã mất đi ít nhất 4 thế hệ rồi. Nên Phật trên Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, tiên nhân vô tri, cha mẹ họ, ông bà họ, thậm chí các cụ của họ bất thức đạo đức. Đối với những đại đạo đại đức này thì họ không biết, nên không có người dạy cho họ. Họ làm những việc này, bạn không thể trách họ. Phương pháp bổ cứu là chúng ta phải làm ra thành tích cho họ thấy. Nên vì sao chúng tôi ở Trấn Thang Trì làm ra thực nghiệm này? Không làm thực nghiệm thì nói suông không ai tin. Làm ra mọi người nhìn thấy rồi, đây là có đạo lý. Bản thân họ đi học tập đều được cảm hóa. Cho nên giáo dục rất quan trọng. Nếu ngày nay có thể thúc đẩy việc giáo dục này, tôi tin tưởng ở nước ngoài, tôi cũng thường xuyên nói, nhiều nhất một năm xã hội bạn sẽ an định, vấn đề của bạn liền được giải quyết. Bạn phải thật là, vì sao vậy? Dùng truyền thông thực hiện trong phạm vi của một thị trấn không lớn. Nếu truyền thông ngày ngày báo cáo về trấn nhỏ này, tất cả các hoạt động dạy học của trấn nhỏ này hàng ngày dùng truyền thông truyền đi, thì ảnh hưởng này quá lớn. Nếu còn có lãnh đạo quốc gia xuất hiện trước ống kính cũng ở đó nghe, thì hiệu quả vô cùng lớn lao. Nên đế vương trước đây, bạn xem trong tứ khố thời nhà Thanh đều có những đế vương khai quốc như Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Khi đó đều là không ngừng mời những cao nhân của Nho Thích Đạo vào cung để mà dạy học. Hoàng đế dẫn theo cung phi, văn võ đại thần cùng nghe. Ngày nay lãnh đạo quốc gia chúng ta cũng nhìn thấy những người này đến giảng Nho Thích Đạo, cũng xuất hiện ở khán đài nghe giảng. Hình ảnh này truyền đi, tôi tin tưởng nước ta tuyệt đối không quá một năm thì tất cả vấn đề xã hội đều được giải quyết. Trên làm dưới noi theo, khi nhìn thấy lãnh đạo quốc gia như vậy quá tuyệt vời. Nên trước đây đế vương dụng pháp này trị thái bình. Thời đại đó nếu có tivi, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Vậy thì hiệu quả càng lớn rồi. Được như vậy thì đến ngày nay vẫn còn là đế quốc Đại Thanh, khẳng định như vậy. Ngài từng nói chính là 360 câu đệ tử quy, 1080 chữ đặt lên cân tiểu ly, thì trọng lượng của nó và tứ khố toàn thư bình đẳng như nhau. Đúng vậy. Một vị giáo sư có tiếng trong nước đến thăm hỏi tôi, vì sao tôi xem trọng đệ tử quy như vậy. Tôi liền nói thí dụ này. Họ nghe rồi ngây người ra. Tôi nói vì sao? Tứ thư ngũ kinh 13 kinh
không thể thực hiện vào trong đời sống, không bằng Đệ Tử Quy. Như vậy họ mới hoát nhiên đại ngộ. Các ông là học thuật, ông có thể viết sách, ông có thể nói đến mức qua trời rơi rụng, nhưng thế nào không liên quan đến cuộc sống của ông. Ông không đạt được thọ dụng. Ngài biết một số nhân vật ở cấp đại sư, một số học giả cấp đại sư, cả đời nghiên cứu Phật Pháp, nghiên cứu Phật giáo, nhưng họ không tin Phật. Điều này trong Phật Pháp là một kiểu tai nạn. Đây gọi là sở tri chướng, có đúng không ạ? Không. Đây gọi là chướng ngại. Vì sao không thể thâm nhập? Phật trên kinh nói ba loại chướng nặng, chính là ba chướng ngại lớn nghiêm trọng. Tuy bạn nghe hàng ngày, nghe Phật đến nói bạn cũng không thể nào nhập môn. Đây là sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, rất nhiều người đi nghe vẫn không tin tưởng. Phật nói còn có người không tin. Đúng, vẫn có người mà. Trên kinh Phật có ghi lại, đúng là thật, không phải là giả. Đây là gì? Một là ngạo mạn, thứ hai là đố kỵ, thứ ba là tham dục. Phật nói ba loại trọng chướng này, ba loại chướng này Phật có đến cũng không được, huống hồ Bồ Tát trở xuống. Nên điều này phải biết. Cho nên Phật độ người có duyên. Những người này xem như không có duyên, nhưng họ đến nghe có lợi ích. Vì sao vậy? Trồng được thiện duyên. Khi nào chướng ngại của họ giảm nhẹ thì họ liền vào được. Rất nhiều người xem tiết mục của chúng ta, đặc biệt là muốn hỏi Ngài một vấn đề. Ngài đã học Phật lâu năm như vậy, 50 năm rồi, có vấn đề nào không trả lời được không ạ? Hình như vẫn chưa có. Nhưng chúng tôi không dám nói. Không dám nói, tôi cái gì cũng biết. Thế nhưng 50 năm nay người khác đến hỏi thì quả thật vẫn chưa gặp phải câu hỏi khó. Họ muốn hỏi trí huệ này từ đâu mà có. Không có trí huệ. Tôi không có trí huệ. Tôi cũng không suy nghĩ. Hỏi gì thì trả lời nấy thôi. Tôi là một lòng nhiệt thành. Người xưa nói câu rất hay: biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Vậy mới là thật biết. Tôi biết, tôi sẽ nói với bạn. Tôi không biết, tôi cũng thật thà nói tôi không trả lời được. Tôi không thể giải đáp. Nếu như một khi có trí huệ, có phải giống với bản tánh? Đúng vậy, không sai. Nói thật ra, quan trọng nhất vẫn là chân thành. Nhà Phật nói Bồ Đề Tâm. Chân thành là bản thể của tâm. Nói cách khác, bản thể của chân tâm chính là thành, chính là chân thành. Bạn dùng tâm chân thành, bạn sẽ không sai. Bản thể có một đặc tính, nếu dùng một từ để hình dung, chính là chân thành. Đúng vậy. Thể là thành, dụng của nó là ái. Khởi tác dụng chính là ái. Phụ tử hữu thân chính là thân ái. Đối với toàn bộ vũ trụ chính là thân ái. Đối với hết thảy chúng sanh cũng là thân ái. Thân ái này là bình đẳng, không có sai khác. Xuất phát từ chân tâm, bạn nhất định không sai. Bạn dùng chân tâm để yêu thương người khác, kẻ thù bạn cũng yêu họ. Giết tôi rồi tôi vẫn là yêu họ. Vì sao vậy? Giết tôi vì họ ngu si, họ mê hoặc điên đảo. Tôi là người minh bạch, tôi lại đi trách họ, vậy thì sai rồi. Không thể trách họ. Họ giết tôi là dễ hiểu. Bạn phải hiểu đạo lý này. Nếu họ là người minh bạch thì họ tuyệt đối không có loại hành vi này. Nhất thời mê hoặc, làm sai việc. Làm sai việc thì họ có quả báo. Tôi có tổn hại không? Tôi không có tổn hại. Thân thể này là giả, thân thể này mất đi. Nếu tôi có duyên với nơi này thì lập tức thay thân thể khác lại đến. Nếu không có duyên, duyên tận rồi thì đến thế giới khác. Ở đâu có duyên thì ở đó hiện thân. Vào tháng 3 năm 2008, khi Ngài giảng kinh có đưa ra một câu nói: nếu như đời đời tiếp tục thế này, Phật Pháp ở thế gian
hiện nay đã rất nguy cấp rồi. Vì hiện nay chỉ còn lại hình thức. Nếu Phật Pháp trên thế giới thật sự không còn nữa, thì người thế gian sẽ biến thành thế nào? Đúng, người thế gian đó là tăng trưởng ngu si, trí huệ mất đi, tai họa sẽ nhiều, sẽ càng nhiều hơn. Thế nhưng chúng tôi nhiều năm nay chính là vận dụng phương thức khoa học kỹ thuật. Chúng tôi dùng mạng Internet được mười mấy năm rồi. Dùng truyền hình vệ tinh hình như cũng được 6 năm. Từ năm Nguyên Đán 2003, chúng tôi bắt đầu dùng truyền hình vệ tinh phát sóng. Đến nay là 6 năm. Hiện nay có 6 vệ tinh phủ sóng toàn cầu. Ở nước ta không thể tải xuống, nhưng cài đĩa nhỏ liền có thể nhận được. Vì trên không trung châu Á có 2 vệ tinh 24 giờ không gián đoạn. Hiện nay chúng tôi kết nối với máy vi tính, nên chỉ cần có vi tính liền có thể nhận được tín hiệu. Nên người học tập rất nhiều, phát sinh ảnh hưởng rất lớn. Tuy là bên cạnh chúng tôi không có người chăm chỉ học tập, thế nhưng trên máy tính, trên tivi, người chăm chỉ học tập không ít. Nên tôi không nản lòng, hàng ngày giảng rất là hăng hái. Bởi vì ở tivi, vệ tinh có rất nhiều người cùng học tập. Những người này chưa từng gặp mặt qua. Đó chính là hy vọng của nhân loại và thế giới. Đúng vậy. Nên việc này vẫn có tiền đồ. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.